Khi tôi quay lại phòng liền tệ bóng dáng một người con gái đứng quay lưng về phía cửa, khom thấp cúi người xuống giường bệnh. Không cần nhìn mặt cô ta, tôi đã đoán ngay là trà. Tin tức cô ta cũng nhanh quá nhỉ. Người yêu vừa bị bệnh liền chạy tới đây luôn. Mà tại thật, tôi đứng ngoài hành lang, cô ta lao vào phòng. Lúc nào tôi cũng không rõ nữa chứ. Chắc là cứ cho tôi mãi nói chuyện chẳng lẽ cô ta không thấy tôi sao mà vẫn dám mắc mặt vào đây. Tức thấy ngứa mắt nên không thèm vào trong, vừa say người tính đi chỗ khác thì đụng chúng vào lồng ngực của một người thanh niên ngẩng đầu lên nhìn thấy một người lạ mà tôi chưa gặp bao giờ không biết là ai đang định xin lỗi thì anh ta đã mở miệng trước xin lỗi cô cô có sao không ạ à không cũng cho tôi xin lỗi nhé mặt mũi không để ý chúng tôi đứng ngay cửa phòng nói chuyện nên cũng làm cho người bên trong chú ý đến đình chắc biết tôi thấy cảnh hai người bọn họ nói chuyện thì gọi tôi giao đi vào đây không rảnh tôi về trước dù sao cũng có người chăm anh rồi Đình vội ngồi dậy, anh nói Không phải như em nghĩ đâu Tôi có nghĩ gì đâu Mà anh phải căng thẳng như thế Không làm phiền mấy người, tôi về Dứt lời tôi định đẩy người đàn ông kia sang một bên Thì Đình đã ra lệnh Trọng, giữ quấy lại cho tôi Tên người đàn ông này nghe quen thế nhỉ À, là trợ lý của Đình Đúng không nhỉ Vậy là mụ thư ký kia không đến đây một mình Mà lại đến cùng Trọng à Kệ, dù cô ta đến cùng ai thì cũng là đến gặp anh Tôi không muốn phiền muộn thì về thôi nhưng trọng lại nghe lời đình kịp giữ tôi lại tôi không vui nói với anh ta tránh ra sếp bảo rồi phải giữ cô lại nên cho tôi thất lễ nhé vợ sếp tôi không phải là vợ anh ta lúc này đình đã tiến tới giữ lấy cánh tay tôi anh nói với hai người kia mấy người ra ngoài hết đi về cờ công ty giao cho phó giám đốc xử lý đừng có đến tìm tôi làm phiền trọng nghe lời nên cúi đầu dạ một tiếng còn một thư ký thì dai như đỉa chạy tới gọi một tiếng ngọt như đường anh Đình chẳng nhìn ai trong số họ cả, lạnh lùng nói một từ rõ to, "Đi." Hai người họ lập tức rời khỏi phòng, khi chỉ còn chúng tôi, Đình hỏi, "Em đang ghen à?" "Vì gì tôi phải ghen, hai người yêu nhau mà, tôi là kẻ thừa, người dung thì lấy tư cách gì để ghen?" "Đồ hâm, em là..." Đình vừa nói đến đây, cánh cửa phòng bệnh bật mở lần nữa, thấy bố mẹ từ bên ngoài bước vào, chúng tôi đồng thanh chào. "Bố mẹ." "Ừ, nhân cơ hội bố mẹ đến tôi bảo Bố mẹ đến rồi vậy con xin phép về nhà đây ạ Ở lại thêm chút nữa rồi hãy về con Dạ thôi Con về xem bơi như nào Nhắc đến cháu nội bố mẹ không giữ tôi lại mà nói Ừ vậy con về trước đi Vâng Tôi đó đang ngồi vẽ mẫu trang sức mới Tôi đồng loạt nhận được tin nhắn của hai người Một là anh Khôi hỏi tôi biết tin tức hôm nay của Đình chưa Và thông báo ngay ngày nữa Anh ấy sẽ về Hà Nội Người còn lại là Đình hỏi tôi đang làm gì Tôi chỉ trả lời tin nhắn của Khôi Chứ không nhắn lại cho Đình có lẽ đợi lâu không thấy tôi hồi đáp mà chấm danh vẫn còn hoạt động nên đình trực tiếp gọi điện cho tôi. Đang làm gì đó? Chuẩn bị ngủ, anh cũng ngủ sớm đi. Không ngủ được, nhớ nhà. Muốn nhanh chóng được về thì cố mà nhanh khỏi bệnh, thế thôi. Sáng mai hai mẹ con qua đây nhé. Giờ hơi à, cho bơ qua để lấy ốm sang con bé à? Ừ nhỉ, anh quên mất. Một mình em đến cũng được. Tôi không rảnh, tôi còn nhiều việc lắm. Việc gì? Kiếm tiền, thôi Tôi tắt máy đây, nói chuyện làm con bé giật bình bây giờ. Ừ, hai mẹ con ngủ ngon, mai nhớ đến nhé. Tôi không hứa hẹn mà thẳng tay tắt máy. Sau đó ngồi vẽ cho xong bản thiết kế rồi mới leo lên giường đi ngủ. Chẳng hiểu sao đêm đó tôi lại nằm mơ thấy đỉnh cả người dính đầy máu. Tuy giấc mơ không dài, nhưng một đoạn ngắn thôi đã đủ làm tôi giật mình tỉnh giấc. Lòng nóng như lửa đốt, lo lắng bồn chồn không yên. Tôi chưa từng mơ ác mộng bao giờ, kể cả ngày trước có áp lực, có mệt mỏi ra sao, cũng chưa một lần mơ thấy thứ gì bị bỏng hay con gì bị thương vậy mà hôm nay lần đầu tiên mơ thấy máu đỏ lại liên quan đến đình tôi sợ không dám ngủ lại mắt cứ giáo hành nhìn lên trần nhà cho đến khi trời sáng miệng để không ngừng lẩm bẩm cầu mong giấc mơ đi ngược lại với hiện thực hôm sau mẹ từ viện trở về thấy tôi đang ngồi ở phòng khách với con gái mẹ tiến tới hỏi tôi lát con vào bệnh viện không dạ không ạ à, có chuyện gì sao mẹ không có gì mẹ hỏi vậy thôi nếu con vào thì bố mẹ không vào nữa mẹ muốn thay phiên nhau đấy mà vâng mẹ tính để thằng đình về đây nó sống một mình bên kia mẹ không yên tâm chứ còn nợ với nó chắc cũng biết nó tối ngày cắm đầu vào công việc như nào mẹ sợ nó ở một mình không chịu ăn uống hẳn hoi rồi ốm đau không ai biết ý con thế nào mẹ cho nó về nhà không làm con khó chịu chứ đình là con trai của bố mẹ tôi đương nhiên không có quyền quyết định việc anh ở hay đi mẹ hỏi ý tôi chắc chỉ muốn thông báo trước Tôi phận con dâu hờ sao dám không đồng ý Với lại giấc mơ hôm qua cứ làm tôi ám ảnh mãi Thế nên đình ở lại đây cũng như bớt cho tôi một phần lo lắng Tôi bảo Vâng, cứ theo ý mẹ thôi ạ à. Con không có ý kiến gì đâu Ừ, vậy chiều nó xuất viện mẹ đưa nó về đây luôn Vâng Chiều hôm đó đình về về đến nơi Tuy không còn rút cao nhưng vẫn mệt mỏi chưa khỏi Vậy mà đã tìm riêng tôi hỏi tội Sao em không đến Đằng nào anh trả về thì tôi đến làm gì đến đón anh Anh bị ẩm sao thế Rút có tí mà làm như ốm nặng lắm không bằng Vậy tôi nằm liệt giường Em mới chịu tới chứ gì Đã không muốn nghe những điểm gở Mà đình còn nói mấy lời linh tinh Càng làm cho tôi không vui Tôi cáu có quát Nói vớ vẩn ít thôi Tôi không thích anh nói như vậy đâu Lần sau đừng còn lấy mấy lời xui xẻo đó nữa nhé Trước thái độ gai gắt của tôi Đình ẩm ừ đáp lại À ừ Sao không nói linh tinh nữa Biết em lo lắng cho anh rồi đồ thần kinh. Kể từ sau hôm đó, chúng tôi vẫn chưa có cuộc nói chuyện nghiêm túc nào, thì đến một ngày khôi qua nhà bố mẹ tìm tôi. Bình thường mẹ Cúc vẫn hay có ý hắn gắn cho tôi và Đình. Thế nhưng không rõ vì hôm ấy có mặt anh nên bà cố tình trêu con trai hay bà đã đổi ý mà lại bảo tôi và Khôi. Khôi tốt với hai mẹ con cái dao quá. Cô là mẹ ruột dao không khéo gả con bé cho một người tinh tế như cháu rồi cũng nên. Vậy à, cháu cũng nguyện chăm sóc mẹ con dao cả đời đấy, miễn là em ấy không chê cháu có một người tốt như cháu chăm sóc bảo vệ con bé là cô yên tâm rồi cô đang tính làm mối cho Giao ạ à? chắc là không rõ anh khôi muốn nói thêm gì nhưng đình đã nhảy vào chặn họng mối miếc gì cậu nhiều chuyện vừa thôi về đi tôi đến chơi với mẹ con dao thăm bố mẹ anh chứ không, không ngó ngàng gì đến anh đâu mà anh phải đuổi nhà tôi tôi không thích ai thì đuổi thế thôi anh càng không thích tôi càng muốn ở lại có giỏi thì nhắc tôi đi khỏi đây đi cậu hai người này cứ gần nhau lạc lại cãi nhau lườm nguyết nhau như kẻ thù không đội trời chung cũng vì sự xuất hiện của anh khôi sự quan tâm quá đỗi thân thiết đến cả tôi cũng lầm tưởng anh ấy thích mình nên đã khiến tôi và đình mỗi ngày đều nói ẩn ý nhau chẳng thể ôn hòa ngồi lại nói chuyện rõ ràng chính anh là người bảo tôi là sẽ nói rõ mọi chuyện với tôi nhưng chỉ vì anh khôi mà những lời hứa hẹn trước đó mất sạch anh không có sự tự giác nên tôi cũng chẳng muốn chủ động hỏi trước ngày nào cũng thấy anh cắm đầu vào công việc chẳng biết do công ty nhiều việc hay là dành nhiều thời gian ở bên thư ký tính ra thời gian anh sắp mặt với tôi có khi còn ít hơn với mụ kia đấy chứ một ngày nọ mọi người ra ngoài hết có mỗi mình tôi ở nhà đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng xe ô tô chạy vào trong sân nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe đó là của đình nên tôi không để ý đến nữa mà tập trung vào nấu nướng khi đình bước vào nhà không thấy ai chắc cũng đoán được mọi người ra ngoài chưa về nên anh có hỏi tôi sao bố mẹ và bé bơ vẫn chưa về sao Tôi không muốn nói chuyện với Đình, nhưng mà chỉ có mỗi hai người, anh lại gọi đích danh tôi. Tôi cũng không thể làm như câm như điếc mà không trả lời được. Thế nên miệng cưỡng đáp với giọng điệu hờ hững. Mọi người chắc cũng sắp về rồi. Đình thấy tôi nói chuyện lạnh nhạt lại không nhìn đến anh, nên cũng không hỏi gì nữa. Dứt khoát đi lên trên phòng. Nghe tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn. Tôi buồn bực ngẩng đầu nhìn đến tầng 2, hậm hực dậm chân tại chỗ. Mình lẩm bẩm vắng anh vài câu, có gì không vừa ý là tôi lôi ra nói hết Nhưng lại chỉ có một mình mình nghe Một mình mình tức Đứng cả buổi trong bếp cuối cùng cũng nấu xong Đang tính đi lấy mấy cái đĩa để bày đồ ăn lên Rồi đợi bố mẹ con gái về Là có thể dùng bữa Thế khi vừa say người chán tôi đụng chúng vào lồng ngực rắn chắc của người nào đó Không biết đỉnh đã ở đây từ bao giờ Nên tôi thoáng giật mình một lùi sau về một bước Chọn mắt nhìn anh Anh vào đây làm gì Anh lấy đồ Trong bếp thì có đồ gì để anh lấy cơ chứ Nhưng kệ Chuyện của anh trước giờ cũng không đến lượt tôi quản Tôi quay mặt đi không nói nữa Mà chủ động tránh sang một bên Đi đến phía tủ bát Khi vừa bước được một bước thì cổ tay có bàn tay khác nắm vào Tiếp đó một lực vừa đủ kéo ngược tôi lại Ép người tôi vào Tì vào cạnh bàn nên chống hai tay bên bàn bếp vây tôi ở trong lòng Anh ghé sát vào tôi hỏi Thái độ em nói chuyện với người lớn kiểu gì thế? Kiểu gì là kiểu gì ạ? Tôi thấy mình nói chuyện với anh rất lệ phép mà. Vẫn vâng ạ, à, dạ thưa chủ ngữ vị ngữ đầy đủ đấy thôi. Anh bằng vai phải lừa với em à, mà xưng tôi. À, nếu anh không thích thì từ giờ tôi sẽ sửa lại. Đình chật im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi, không nói lời nào, cũng không có ý định bỏ tay xuống để tôi đi. Tôi có chút ngượng ngùng không quen mặt đối mặt với anh, nên nghiêng đầu sang một bên, cố gắng giữ cho hô hấp ổn định. Tôi nói, phiền cậu chủ tránh ra để cháu còn chuẩn bị bán ăn cho cả nhà. Mặc dù không nhìn trực diện vào đình nhưng tôi có thể cảm nhận được sắc mặt anh khi nghe tôi nói câu đó thì lập tức tối sầm. Hai đầu chân mày kẽ trao lại. Không rõ anh đang nghĩ gì nhưng lời nói rõ ràng rất không vui. Vừa nói gì? Cháu! Xưng tôi không được, cháu cũng không được. Vậy cậu chủ muốn giao xưng thế nào mới vừa lòng cậu đây? Giao không có trách nhiệm chiếu theo ý cậu chủ đâu ạ. Đình giơ tay giữ chặt cầm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào anh, giọng nói trầm thấp mà uy nghi gọi tên quỳnh giao sao ạ tôi và em có con với nhau mà em xưng cháu vậy con gái nên gọi tôi là gì về chuyện này cậu chủ không cần bận tâm chưa đợi bé bơ biết nói thì cháu sẽ đưa con bé đi dù sao nó cũng không được chào đón bởi bố ruột ở lại chỉ khiến người nào đó cảm thấy mẹ con cháu là kẻ dư thừa cản trở hạnh phúc của người ta thôi nói rồi tôi hất tay đình đang giữ cằm mình và dùng lực đẩy anh ra nhưng sức của một người nhỏ bé tí teo có một m năm tám thì sao đẩy được người có cơ dương rắn chắc cao một m tám hai như anh đình không những không bị xê dịch một phân nào mà còn áp sát vào người tôi hơn anh gằn giọng hỏi đưa con đi em muốn đưa con đi đâu bơ là con của tôi tôi không đồng ý em dám đưa đi tôi nhếch miệng cười nhạt hình như cậu chủ đã quên bé bơ là con của một mình giao con bé không có bất kỳ quan hệ nào với cậu chủ đâu giao chưa từng kết hôn trên giấy khai sinh giao làm cho con bé phần cha để chống cũng tức là không bố tên con chỉ có hai chữ quỳnh giao không mang họ vũ cũng chẳng mang họ phạm nói như vậy cậu chủ nghe và hiểu rõ ý cháu rồi chứ em mỗi một tiếng cháu phát ra tôi đều cố tình nhấn mạnh để nhắc cho đình nhớ chúng tôi không có bất kỳ quan hệ thân thiết nào không có giấy tờ pháp luật ràng buộc thì anh đừng hòng nghĩ đến chuyện làm chủ cuộc sống của mẹ con tôi Tâm trạng không vui lan tràn khắp cơ thể Tôi nói khái anh Nếu cậu chủ muốn có con của mình Thì đi tìm thư ký trả của cậu Mà bảo chị ta sinh cho Hai người yêu nhau như vậy Đứa bé ra đời sẽ được cậu chào đón hơn đấy Mà tránh để cho người cậu chủ yêu buồn phiền Hơn dỗi Thì cậu đứng liên quan đến mẹ con cháu thì hơn Quỳnh Giao Thái độ đình càng lúc càng không tốt Âm lượng gọi tên tôi cũng tăng lên mấy phần Nhưng tôi vẫn không biết sợ Càng nói càng chọc tức anh hơn À đúng rồi, cậu chủ không cần ai nấy hay cố gắng là một người đàn ông có trách nhiệm đâu vì cháu cũng không bắt cậu phải làm gì cho con gái cháu cả. Với lại giao còn rất trẻ, xã hội bây giờ có rất nhiều mẹ đơn thân tìm được mái ấm hạnh phúc mới cho mình. Có thể người chồng sau này của Giao điều kiện không tốt, không xuất chúng như cậu chủ đây, nhưng biết yêu thương, bảo vệ hai mẹ con Giao là được rồi. Giao, tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì cánh môi liền bị người đó chặn lại đình hôn tôi một cách ngầu nghiến giống như muốn chút hết tức giận lên người tôi một tay anh nhanh chóng khóa hai tay tôi về sau một tay thuận thế siết lấy eo tôi ôm chặt trong lòng không cho tôi có cơ hội vùng vẫy toàn thân dần vô lực tôi khó nhào khít lấy một hơi nhưng tràn ngập trong buồng phổi lại toàn là hơi thở đầy bá đạo của đình bàn tay anh bắt đầu không chút an phận càng lúc càng tham lam xâm chiếm bất giác động tác mơn trớn của đình làm tôi liên tưởng đến khung cảnh ngày hôm đó ở công ty khi anh nhẹ nhàng hôn môi cô gái khác bàn tay anh chạm và da thịt cô ta tiếp xúc thân mật đến mức nghĩ đến tôi lại thấy ngứa mắt trước khi ngủ với tôi không cần biết anh đã phát sinh quan hệ với bao nhiêu người thì tôi cũng không quá để bụng mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho anh nhưng khi chúng tôi đã bên nhau mà anh còn đi quan hệ với cô gái khác bây giờ lại muốn làm chuyện đó với tôi thì tôi không muốn dùng chung Nhấn lúc đỉnh buông lỏng bàn tay đang giữ cổ tay tôi ở phía sau, tôi dùng hết sức đẩy anh ra, trừng mắt quát. Anh làm cái gì vậy hả? Anh có quyền gì mà cưỡng hôn tôi? Đỉnh ôm chặt hai bà vai tôi, anh nói. Quyền gì? Quyền tôi là bố của con em, là chồng của em. Cậu trụ bị ngáo à? Cậu là chồng tôi khi nào thế? Em càng ngày càng cứng đầu. Có thế nào cũng không liên quan đến cậu, tránh ra. Bỗng dưng đỉnh sốc thẳng tôi ngồi lên bàn ăn, ép hai chân tôi vòng qua eo anh. Tôi mặc váy ngắn lên, khi bị sốc bất ngờ thì váy cũng vén hết lên. Tôi xấu hổ vội chỉnh lại chân váy, nhưng cũng quên phía bên trên quá nửa vòng một đang lộ trước tầm mắt ai đó. Hai má tôi bỗng chốc đỏ ửng, nóng gian vì ánh nhìn chăm chú của đình. Tôi lấy tay che trước ngực, lung túng nói, Cậu, cậu nhìn cái gì vậy hả? Quay đi. Không, sao tôi phải quay? Trên người em còn chỗ nào tôi không thấy nữa đâu nhìn thêm tí nữa cũng chẳng sao, càng bộ mắt. Cậu... Ừ. Dứt lời đình kéo dây áo tôi xuống rồi bất ngờ ngậm lấy tôi. Tôi bồi rối dãy ruộng, đồ đen này buông ra. Nhưng tôi phản kháng cũng vô ích, anh ta đã kịp hòa làm một, vừa làm việc vừa ép tôi phải thừa nhận bơ là con anh. Tôi nhất quyết không chịu thừa nhận theo ý muốn của đình, càng như thôi thúc dục vọng nguyên thủy nhất trong anh, động tác nhanh đến mức tôi chỉ muốn nín thở. Giọng anh khàn khàn nói bên tai tôi Ngang bướng Tôi chiều em quá rồi phải không Anh lại quan tâm đến tôi quá đấy Mà bảo chiều tôi Lúc này tiếng xe ô tô vào đến trong sân nhà Tôi biết là bố mẹ đã về Không muốn họ nhìn thấy cảnh mây mưa của chúng tôi Nên cố dùng hết sức đẩy anh ra Nhưng trái ngược với nỗi lo trong tôi Thì thái độ đình hoàn toàn ngược lại Anh dường như không sợ Vẫn đứng rửng rưng hì hục Anh kỳ chặt tôi trong lòng gắn nhẹ vành tay mẫn cảm của tôi Lấy thì thầm mang theo ý cười Có gì phải sợ Để bố mẹ thấy cảnh này cũng tốt Như vậy ông bà sẽ không mất công tìm mối khác cho em Không nghĩ đình lại có suy nghĩ liều lĩnh như vậy Mọi người đang vào nhà Mà anh thì không có dấu hiệu dừng hoạt động Tôi vội chống tay trước ngược đình Căng thẳng nói Cậu điên vừa thôi dừng lại đi Không Hết nói nổi với tên thần kinh này Biết không thể cứng rắn với đình Nên phút cuối vẫn là tôi phải lùi xuống nước xin sỏ Được được con là của anh và em con của chúng ta em là gì của tôi em là vợ tôi định trả lời là vợ hờ nhưng lời chưa nói hết đình đã lên tiếng tốt sau này có dám nói bơ là con của một mình em nữa không có dám mang con của tôi đi lấy người khác không 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 dám nữa nếu lần sau còn nói như vậy nữa thì sao thì anh làm gì em cũng được nhớ những gì em nói đấy nhé em dám không nghe lời tôi sẽ phạt em anh bỏ em ra đi Đình chưa dừng lại ngay mà chỉ tay lên môi, ý bảo tôi hôn vào đó. Tôi không muốn khuất phục nhưng thấy mọi người đã đi đến giữa sân, còn dây dưa nữa kiểu gì cũng không có thời gian chỉnh lại quần áo. Thế nên dù ôm một bụng tức không làm gì được cả này nhưng vẫn phải nghe lời. Tôi chạm môi mình vào môi anh rất nhanh rồi hỏi. Được chưa? Tạm thế đã, chưa tôi tính tiếp với em. Tôi chừng mắt lườm anh, trong lòng không khỏi bất mãn, chỉ muốn bật tiếng chửi ra khỏi miệng, nhưng rồi đành phải nuốt ngược vào trong trước nụ cười gian xảo đắc ý của người nào đó đình kéo lại quần của mình sau đó giúp tôi trình lại váy nhưng vừa rồi quần nhỏ bị anh xẻ rách nên bây giờ không có gì mặc tôi nhặt chiếc quần bị vứt dưới sàn định giấu đi nhưng đình đã nhanh tay hơn cầm lấy nó bỏ vào túi quần mình anh ghé sát nói bên tai tôi lên nhà trước đi vâng tôi vội chạy lên lầu nhưng mới được bốn bậc thì mẹ cúc thấy tôi liền cất tiếng gọi Giao con cho bơ ăn trước đi, con bé chắc đói rồi nên cứ mếu máu suốt thôi. Tôi không dám quay đầu vì hai má mình đang nóng gian vì trột dạ. May sao đình lên tiếng giải vây giúp tôi. Mẹ cứ để con, ra với nấu ăn xong quần áo còn mùi, cần phải đi tắm. Bố mẹ thấy đình ở nhà giờ này thì có hỏi. Nay về sớm thế con, không chơi bời lêu lỏng bên ngoài nữa à? Mẹ! Mẹ gì mà mẹ? Bình thường anh có vác mặt về nhà sớm thế này đâu. Ngày nào cũng bắt cả nhà ngồi đợi cơm nay xong việc ở công ty sớm thì con về sớm thôi sao mẹ cứ nghĩ xấu cho con trai mẹ thế nhỉ con đầu thắt mặt tối ở công ty làm việc chứ có được chơi đâu ừ rồi anh vất vả quá cơ là mẹ vu oan cho anh được chưa tôi nghe tiếng bước chân đình đi đến gần mẹ cúc anh nói mẹ đưa bao đây con bế cho đây tôi trả con cho anh gớm nữa được ngày tranh bế mọi lần con vẫn bế mà nhưng được có một tí thì bị đòi lại rồi có phải con không muốn gần gũi với con gái đâu Nghe đỉnh nói câu đó tự nhiên tôi lại thấy thương thương. Đúng là mọi lần anh mon men muốn bế bé, bé bơ thì toàn bị tôi làm ngơ không trao đến gần. Nhưng một phần cũng do con bé không muốn ở riêng với anh thôi. Mẹ Cúc không nói với Đình nữa mà quay ra bảo tôi. Con đi tắm đi, dưới này cứ để thằng Đình nó lo. Vâng ạ, vậy con xin phép lên phòng ạ. Ừ. May quá không bị giữ lại, tôi bà Trần muốn cẳng chạy vội lên phòng lấy quần áo đi tắm. Ngầm mình trong một nước ấm, Đầu ác tôi cứ nghĩ đến những hành động vừa rồi của đình. Tôi còn chưa chấp nhận quay lại, anh đã dám làm thế với tôi. Vậy mà ngày trước ngủ chung giường, mặc tôi cởi hết quần áo chủ động tấn công mà anh có thèm động vào đâu. Bây giờ, không những cưỡng ép tôi, còn bắt tôi phải thừa nhận bơ là con gái anh, tôi là vợ anh. Đang vẩn vơ với những dòng suy nghĩ, bất chợt một giọng nói lớn vang lên. Nghĩ gì mà chuyên tâm thế? Tôi giật mình mở to hai mắt nhìn đến đình. Không biết anh vào từ lúc nào, đứng ở đây bao lâu thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn đến cơ thể tôi tôi vội lấy hai tay che chắn trước ngực rồi dựng chân miệng thét lớn phạm hữu đình anh vào từ bao giờ thế hả ra ngoài không phải lần đầu đình nhìn thấy cơ thể tôi nhưng để anh bắt gặp cảnh này tôi cũng biết xấu hổ nên phản ứng hơi quá trái ngược với thái độ của tôi đình dừng dưng bước đến gần ánh mắt di chuyển đến gương mặt tôi anh nói em hét lớn thế làm gì tắm nhanh lên đi muốn mọi người đợi em đấy à anh vào phòng tôi làm gì? Vào trả quần cho em, anh ngờ em tắm không đóng cửa phòng tắm, đã thế tư thế còn như hưởng thụ quá đấy. Biến thái mặt dày. Tôi mà biến thái không biết chừng em đã sinh thêm được mấy đứa rồi. Anh... Tôi bực bội hất nước trong bồn vào người đình. Anh không tránh mà ý cười trên môi chợt nở rộ, nhướng mày bảo. Em làm quần áo tôi ướt, tôi sẽ xem như em đang muốn tôi tắm chung đấy nhá. Anh ra đi. Được thôi, chờ em 5 phút nữa, tôi ở ngoài phòng đợi em. Sau khi đình rời đi, tôi liền đứng dậy lau khô người rồi mặc lại quần áo. Vừa bước ra đến ngoài phòng, người nào đó đã đang nằm vách chân chữ ngũ trên giường, cười cười trông rất đáng ghét. Tôi liếc qua vài giây thì cũng quay mặt đi luôn, không thèm nói với đình lời nào mà mở cửa đi thẳng xuống dưới nhà. Anh thấy tôi không để ý đến mình thì cũng ngồi bật dậy, lưỡng thững đi theo sau. Xuống dưới, bé bờ đã ăn no đang thiêu thiêu ngủ trong lòng mẹ Cúc, Mẹ đưa bé bơi cho bác tư bế lên phòng để con bé ngủ, tiếp đó là ngồi vào bàn ăn. Trong lúc dùng bữa, đình tự nhiên gấp cho tôi một miếng sườn bỏ vào bát. Hành động này của anh không những làm tôi bất ngờ mà bố mẹ cũng phải ngước lên nhìn chúng tôi. Không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của mọi người, đình xem như không có chuyện gì mà tiếp tục ăn cơm. Tôi giận anh nên không muốn anh ăn đồ anh gấp cho mình, nhưng vì có người lớn tôi không dám gấp bỏ ra mâm cứ thế chọc đũa vào bát khều từng hạt cơm trắng đưa lên miệng không biết mẹ cúc cố ý hay vô tình mà lại hỏi tôi hôm qua mẹ dọn dẹp vắng giúp con thấy trên bàn làm việc có thư mời tham dự triển lãm tranh con chuẩn bị đi à dạ cái đó là của anh khôi cho con một cái con cũng muốn đi nhưng buổi triển lãm ở tận trăng sài gòn con không nỡ đi xa bơ sợ con bé đêm đến đòi con mà quấy khóc đi lâu không con bốn ngày ạ à? Vừa nghe đến đây, mà người chưa ai kịp nói gì thì Đình đã lạnh lùng lên tiếng. Không đi đâu hết, ở nhà. Mẹ Cúc liền bảo. Ơ cái thằng này, ra muốn đi đâu kệ con bé, con có quyền gì mà cấm cản. Đúng, tôi muốn đi đâu kệ tôi, Đình dựa vào đâu mà cấm. Anh càng không muốn tôi đi, tôi càng đi. Con là của chung nhưng lúc nào cũng là một tay tôi chăm bẵm, trông non. Chẳng lẽ có con rồi thì tôi phải ở nhà không được đi đâu xa à? Mẹ Cúc quay sang nói với tôi. Con không phải lo cho bơ, ở nhà có bố mẹ chăm cháu là được rồi Con bé cũng quấn mẹ nên không quấy khóc gì đâu Mà con cũng nên đi đây đi đó Cho tinh thần thoải mái Chứ dù rú chăm con một mình mẹ thấy xót cho tuổi trẻ của con lắm Con muốn đi đâu Đi cùng ai bố mẹ đều ủng hộ Miễn là con thấy vui Nói đến đây mẹ cứ dừng lại mấy giây liếc nhìn đình như thăm dò thái độ của anh Sau đó mẹ nhấn mạnh thêm câu Có khôi đi cùng con là mẹ yên tâm rồi Nó vừa biết bảo vệ vừa biết chăm sóc con Chứ không như ai kia người nhà không để ý đến chỉ giỏi quan tâm kẻ thừa. Định nghe mẹ mắc mỉa mình thì sắc mặt trở nên dám xịt, chân mày khẽ nhíu lại nhìn mẹ. Không biết anh đang định mở miệng nói gì nhưng tôi đã nhanh hơn một giây, mỉm cười nói với mẹ. Vâng, để con nói lại với anh Khôi, sắp tới con nhờ bố mẹ chăm cháu giúp con ạ. Không sao, cháu mẹ, mẹ yên, mẹ nên chăm. Đình hình như rất không vui nhưng anh không nói gì cả. Miếng sườn trong mắt tôi bị anh gắp bỏ lại và bắt anh. Tôi thấy như vậy cũng tốt, đỡ phải ăn đồ anh lấy cho. Bố Vũ im lặng nãy giờ, thấy đình biểu cảm khó chịu làm ông cũng phải thốt ra. Cái thằng này, con ăn phải cái gì mà mặt lúc nào cũng nhăn nhó như táo tàu khô thế hả? Con chẳng làm sao, bố cứ kệ con. Mày lớn như vậy rồi bố cần gì, phải để ý đến mày nữa. Bố chỉ đang lo cháu mà nội bố nếu thấy bản mặt câu có của mày sẽ bị dọa cho sợ thôi. Dặn cái cơ mặt ra đi. Đình không đáp lại lời bố mà đặt bát đũa xuống rồi bảo. Con no rồi, Bố mẹ ăn đi ạ, à, con lên phòng trước đây Cái thằng này Vừa rồi thế đã vùng vằng đứng dậy Càng ngày càng không coi ai ra gì Mặc bố mẹ nói Đình vẫn không dừng bước Mà thẳng thừng đi lên lầu Một lúc lâu sau ăn xong tôi cũng lên phòng nghỉ trưa Vừa đẩy cửa bước vào Đã thấy người kia đang lục lọi tìm kiếm gì đó Tôi hỏi nhỏ Cậu tìm gì vậy? Nhỏ tiếng một chút cho bờ ngủ Thư mời đâu? Con tưởng Đình tìm gì quan trọng lắm Hóa ra là muốn lấy thư mời của tôi anh nghĩ tôi dễ dàng đưa cho anh chắc Đừng có mơ Tôi đi đến bên giường Kéo chăn đắp ngang người cho con Tôi đáp Không liên quan đến cậu Đồ của dao dao cất gọn đi rồi Mang ra đây Không Tôi nói lại lần cuối Mang ra đây Tôi không thèm trả lời Mặc cho ai đó mặt mày hầm hầm nhìn mình Tôi nằm xuống giường Nghe người về phía bơ Nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ Định thấy vậy thì đi đến kéo tôi ngồi dậy giọng nói không quá lớn vì sợ làm con gái giật mình. Anh bảo, em có thích giả câm giả điếc không? Ngữ điệu không quá nặng nề, nhưng nghe anh mắng mình câm điếc, tôi nóng máu sửng cổ cãi lại. Ừ, tôi câm, tôi điếc, vừa lòng anh chưa? Biết mình lỡ lời, đình lúng túng chớp chớp mi mắt, âm lượng hạ xuống vài phần nhưng lại chất vấn tôi. Em nên nhớ, em đã có con, là con dâu của bố mẹ tôi, Bây giờ em bảo con ở nhà trông bà trông một mình đi cùng người đàn ông khác vào Sài Gòn tận 4 ngày như thế mà coi được à? Đã không nói thì thôi nếu anh đã muốn nhắc đến vậy thì tôi cũng thẳng thắn với anh luôn. Còn anh thì sao? Anh được đi đây đi đó đi với cô này cô khác vậy sao tôi không được? Cuộc sống của chúng ta là độc lập nước sông không phạm nước giếng anh sống cuộc đời của anh tôi sống cuộc đời của tôi chẳng ai liên quan đến ai thế thôi. Quỳnh Giao mời cậu chủ ra khỏi phòng tôi Tôi và bơ cần phải nghỉ ngơi, mong cậu đừng làm phiền." Sắc mặt Đình càng lúc càng trở nên khó coi, đôi mắt anh tỏa ra những tia sáng phức tạp không rõ là gì, môi mỏng đỉnh khẽ mấp máy, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Anh im lặng một lúc, lồng ngực hít vào sâu mấy hơi, giống như đang cố tự kiềm chế chính mình, quan rất lâu sau mới nói, "Được, tôi không làm phiền." Nói rồi Đình mở cửa đi thẳng ra ngoài, tiếng cửa phòng đóng lại tự như muốn cắt đứt hết thảy mọi dây dưa với tôi. Rõ ràng vừa rồi tôi còn mạnh miệng nói ai sống cuộc đời của người ấy. Vậy mà khi anh nói anh sẽ không làm phiền tôi nữa thì trong lòng lại rất khó chịu. Không biết vì điều gì mà tính đỉnh khác xưa quá. Ngày trước anh dịu dàng ân cần bao nhiêu thì giờ đây oái oăm nóng nảy bấy nhiêu. Trước đây khi tôi làm gì không phải anh đều nhỏ nhẹ khuyên bảo chỉ dẫn cho tôi. Còn giờ thì đôi co rạch ròi từng chuyện một Tôi biết mình cũng không vừa Anh nói một câu thì cãi lại hai Thành ra mỗi lần nói chuyện chẳng bình thường được bao lâu đã cãi nhau Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác quá lớn Cũng có khi do chúng tôi không hiểu rõ về nhau Lúc trước chỉ là người ở nhờ Tôi làm gì cũng phải ngó trước xem sau không dám làm phật ý mọi người Bây giờ ở trước bố mẹ Đình tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời Là quỳnh giao của trước kia Nhưng với Đình thì tôi không còn là cô gái hiểu chuyện Nhẫn nhịn để lấy lòng anh nữa rồi và đình cũng chẳng việc gì phải dịu dàng với tôi như xưa có lẽ trước đây dịu dàng với nhau là vì nghĩ cho đối phương không muốn người còn lại phải bận tâm suy nghĩ còn giờ đây chắc là vì muốn bộc bạch hết tâm tư tính cách cho nhau hiểu dù có thế nào tôi cũng không muốn đình lớn giọng với mình tôi bất lực ngồi tựa vào thành giường nghi ngờ nhìn đến con gái đang ngủ say bên cạnh gương mặt non nuốt đáng yêu của bơ càng lớn càng giống hệt anh bất giác không hiểu vì điều gì mà trên môi tôi lại nở một nụ cười nhạt đang muốn cúi đầu hôn lên má con thì cửa phòng ngủ một lần nữa mở ra về mặt đình lạnh đùng trực tiếp đi tới tóm lấy cổ tay tôi đi anh lại muốn gì nữa sang phòng tôi không tôi phải đi ngủ sang phòng anh làm gì chúng ta nói chuyện nói ở đây làm con tỉnh giấc bây giờ tôi không muốn nói gì cả tôi muốn ngủ không quan tâm đến lời từ chối của tôi đình cúi người bế bổng tôi lên động tác bất ngờ của anh thoáng làm tôi giật mình Tôi vội vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay anh Nhưng không dám nói lớn tiếng Buông ra Anh có nghe tôi nói không hả? Buông tôi Im ngay Đình bế tôi ra ngoài Đóng lại cửa phòng ngủ cho con Sau đó ôm tôi về phòng anh Lúc này không cần phải nhỏ giọng sợ ai thức giấc Tôi lớn tiếng hỏi anh Anh lại muốn gì nữa? Chúng ta cần nói chuyện Tôi không rảnh Tôi nhường nhịn em hơi nhiều rồi đấy Đừng có được nước lần tới Không nói chuyện tử tế được với nhau Thì ở lại làm gì để cãi nhau à? Em... Đình nghiến răng nhìn tôi chằm chằm không nói Qua một lúc sau ít hầu anh khẽ trở xuống Giọng điệu thay đổi Coi như anh thua em rồi đấy Em đừng trẻ con nữa Chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi Thấy anh đã xuống giọng Tôi cũng không ương ngạnh nữa mà bình tĩnh đáp lại Được, vậy có gì thì anh nói nhanh cho Em muốn hỏi gì Anh đều sẽ giải thích với em Em nghe xong tha thứ cho anh hay không Là ở em Nhưng anh không cho phép Em rời khỏi ngôi nhà này càng không cho phép em có quan hệ yêu đương với bất kỳ người nào khác ngoài anh. Anh vô lý vừa thôi, anh yêu đương với người khác được, còn tôi thì không được sao? Anh không yêu tôi nhưng lại bắt cả đời này tôi phải chung thủy với một mình anh, lý lẽ anh kiểu gì đấy? Lời nói của tôi mang theo sự ai oán vô tận, những lời tiếp theo chẳng khác nào như tự mình cầm lấy những mũi kim nhọt đâm vào trái tim, tùy đau nhói vẫn nói ra hết những khúc mắc trong lòng. Tính đến nay, anh ngủ với bao nhiêu người rồi? số bạn gái cũ của anh chắc phải xếp hàng dài từ biệt thự đến công ty phạm hữu đấy nhỉ ngày trước anh ngủ với ai tôi không có quyền quản nhưng khi anh đã chấp nhận kết hôn với tôi dù cho chúng ta chưa đăng ký kết hôn thì ít ra anh cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ anh lừa dối tôi lén lút sau lưng tôi ngoại tình yêu đương với người khác mà anh không thấy mình có lỗi không thấy bản thân xấu xa tồi tệ à lúc anh ngủ với cô ta anh có nghĩ đến mẹ con tôi có nghĩ đến cảm nhận của tôi không khi hỏi những lời này một cảm giác cay cay ở khóe mắt rất nhanh đã xuất hiện, nhưng trái ngược với tâm trạng đang mỗi lúc một kích động của tôi, đỉnh kẽ trao mày, từ tốn hỏi ngược lại tôi một câu. Ngủ với ai mà bao nhiêu người? Ngủ với ai anh tự biết, tôi không phải anh sao tôi biết người yêu cũ của anh gồm những ai, nhưng chắc chắn không thiếu em trả thư ký đâu nhỉ. Vớ vẩn, em nghĩ anh có quan hệ với nhiều cô gái. Phải. Em nghĩ anh tùy tiện đến thế à? Phải. Thế tôi dứt khoát trả lời, chân mẹ đình nhíu chặt lại phải mất mấy giây sau mới giãn ra anh hít sâu vào một hơi hỏi tôi tiếp nếu anh nói anh chưa làm chuyện đó với ai ngoài em thì em có tin không còn lâu tôi mới tin có ai nhìn thấy chồng mình ôm hôn người khác tay trong tay với vô vản cô gái mà bảo là không có quan hệ với người nào thì ai mà tin cho được sau khi đó ngày trước tôi chẳng là gì của anh một chút vị trí trong lòng anh cũng không có mà anh vẫn lên giường với tôi được đấy thôi với những cô gái khác mà ăn chay Thì tôi đi đầu xuống đất cho anh xem Tôi không cần nghĩ ngợi lâu Lập tức đáp lại Không Đỉnh khẽ thở dài chậm rãi nói ra Anh chưa từng ngủ Hay làm chuyện người lớn với ai ngoài em đâu Thật đấy Anh nghĩ tôi lại chạy lên ba Để anh dễ dàng lừa gạt à Đó là sự thật Việc gì anh phải lừa em Anh làm thì anh nhận Dấu diếm em làm gì Có thể em không tin học thấy lời nói anh là vô lý nhưng anh vẫn muốn cho em biết đó là anh chưa từng có bất kỳ quan hệ xác thịt nào với trà hôm em bắt gặp ở công ty là lần đầu và cũng là lần duy nhất anh hôn cô ta không biết phải nói sao cho em tin nhưng bình thường sự tự chủ trong anh rất tốt vậy mà hôm đó khi người thấy mùi hương trên cơ thể trà lý trí anh dần mất sạch không còn biết gì nữa nói xong những lời đó đỉnh còn bổ sung thêm một câu những lời anh nói đều là thật anh không gạt em đâu." Đôi mắt đen thăm thẳm của Đình ánh lên sự chân thành không chút giả dối, tôi cũng không tìm được lý do để Đình phải nói dối mình, vì trước giờ anh chưa từng gạt tôi điều gì cả. Và nếu anh nói dối tôi thì cũng được gì đâu? Những lời anh nói là sự thật thì đã sao, chẳng phải anh cũng bỏ tôi để qua lại với cô ta còn gì? Sự đố kỵ trong lòng tôi lớn đến nỗi khiến tôi quên sạch mọi thứ, lúc ấy chẳng nghĩ gì chỉ bảo, "Nhưng anh yêu cô ta." Ở trước mặt tôi hai người đã thừa nhận yêu nhau Cô ta nói chứ anh đặn họ yêu cô ta đâu Em nghĩ lại đi Anh đã chính mình thừa nhận yêu trà bao giờ chưa Tôi ngậm nghĩ một lúc Đúng là anh chưa từng thừa nhận Nhưng anh từng nói Anh không muốn đùa gạt bản thân Anh không có tình cảm với tôi Muốn giải thoát cho cả hai Vậy chẳng khác nào là có ý muốn yêu người khác còn gì Lúc anh lựa chọn rời đi Có khác nào là thừa nhận đâu Không Là vì anh thấy có lỗi với em không cách nào chấp nhận được bản thân cảm thấy không xứng với tình yêu em dành cho anh hơn nữa khi đó anh chưa nhận ra tình cảm của mình đối với em nên lựa chọn rời đi cho cả hai thời gian là cách tốt nhất nhưng khi em đi rồi anh có thời gian để nghĩ lại để cảm nhận để biết mình cần gì và cần người nào bên cạnh anh đã tưởng nghĩ mình làm tổn thương em chắc hẳn em sẽ hận anh và không muốn quay về nên anh chỉ đành để cuộc sống mà em muốn vậy mà khi thấy em bên cạnh người khác anh lại đổi ý rồi anh biết mình quá ích kỷ nhưng anh cần em và con gái của chúng ta trái tim tôi theo câu nói của đình bỗng dưng dâng lên đau đớn tự như có thứ gì đó vừa vỡ vụn ra vậy tôi khẽ chớp mi mắt để che đi nét u uất trong đôi mắt giọng điệu kiên định nói nói dối thời gian tôi sống bên ngoài anh vẫn khoác tay đi chơi với cô ta vậy mà nói dành thời gian để suy nghĩ anh lên thuyền vừa thôi hôm ở siêu thị là anh bất cập trả nên đi cùng thôi không phải rủ nhau cùng đi cứ cho là vậy thì đã sao anh từng yêu chị tâm chạm một người giống với chị ấy nhiều như vậy chắc hẳn trong lòng cũng đã sao động em không hiểu đâu em đừng kéo tâm vào chuyện riêng của chúng ta được không anh thừa nhận mình từng có chút sao nhãng nhưng anh vẫn cố gắng tự chủ vì nghĩ cho con nghĩ cho em lần đó bị sao mà mất kiểm soát đến giờ chính anh vẫn không hiểu nổi bản thân mình lời của đình nói thử khiến tôi rất muốn tin tưởng anh sẽ không vì biện minh cho sai lầm của mình mà độ lỗi cho một lý do nào đó không xác thực tôi cũng không khó để nhận ra đó là những lời nói chân thành từ tận đáy lòng anh đình nhìn thẳng vào đôi mắt tôi bằng một vẻ rất nghiêm túc giọng nói của anh cũng cực kỳ kiên định anh muốn chúng ta ở bên nhau giống như trước kia mỗi lần anh đi làm về đều có em nấu cơm sẵn chở cơm anh đến tối có em nằm bên ôm anh ngủ được không tôi không đợi tôi trả lời đình đã kéo tôi ôm vào lòng giọng trầm ấm nói Anh không mong em từ chối Vẫn là câu nói cũ Có thể em chưa hoàn toàn tha thứ cho anh Cũng không tin lời anh nói Nhưng anh rất muốn em cho anh cơ hội Để sửa sai, bù đắp cho mẹ con em Chúng ta cùng nhau xây dựng Gia đình nhỏ của riêng mình sau bao nhiêu chuyện mà vẫn còn được đỉnh ôm thế này Viện mắt tôi bỗng nhiên Không kìm được mà trở nên nóng nóng Nước mắt muốn chảy ra Nhưng may sao lý trí vẫn còn đủ vững vàng để ngăn lại Tôi hít sâu một hơi cố hết sức đè nén khát vọng của mình vào tận trong đáy lòng chậm chạp cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh anh có yêu tôi đâu mà quay lại làm gì có yêu trước không nhận ra nhưng dù anh chắc chắn là mình yêu em nghe xong câu này trái tim tôi như muốn vọt khỏi lồng ngực một cảm giác vui sướng khó nói thành lời nhưng cũng có một cảm giác như muốn trốn chạy vui sướng vì điều mình chờ đợi lâu nay cuối cùng cũng nhận được còn cảm giác trốn chạy là vì sợ khi mình hết lòng yêu người ta sẽ lại thêm một lần nữa bị tổn thương. Hai loại cảm giác này không ngừng đan xen khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Đình dường như có chút sốt ruột, ép ánh mắt tôi đối diện với ánh mắt anh. Một nỗi sợ hãi mơ hồ không biết từ đâu sông tới. Giờ khác này tôi chỉ vân vân một điều. Chính là mình có nên tha thứ cho anh dễ dàng như vậy không? Đình thấy vẻ mặt vân vân của tôi, ánh mắt hiện rõ đau thương. Liền đó hốc cúi xuống, vùi đầu vào phần cổ tôi, khẽ thì thầm tha thứ cho anh một lần này thôi được không em anh yêu em yêu con gái của chúng ta tôi cảm thấy bên tai mình như ủ đi toàn bộ tuyến phòng thủ nơi trái tim đã hoàn toàn sụp đổ lời nói đầy bất lực của anh ánh mắt nghiêm túc của anh cho tôi cảm nhận được sự chân thành của anh khi nói ra những lời đó nếu đã không thể hết yêu đỉnh vậy tôi còn nhất quyết từ chối làm gì chỉ bằng buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ cho lòng bớt gánh nặng cùng anh bắt đầu một hành trình mới trong lòng ngầm đồng ý nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm như mình còn đang phân vân. Tôi tách người đỉnh ra khỏi người mình, loài nhí nhí trong cổ. Em cần suy nghĩ thêm, em sẽ cho anh câu trả lời sau. Em về phòng trước đây. Nói rồi tôi xoay người muốn rời đi, nhưng khi ngón tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, liền đó cảm thấy cả người hơi ngựa ra sau, thân thể bị người đàn ông phía sau ôm bỏng lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị đặt xuống chiếc giường lớn êm ái trái tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực liền ngồi dậy trừng mắt nhìn anh đang nở nụ cười xấu xa anh muốn gì đình cười nhẹ tiến đến gần tôi cúi thấp người em đồng ý chúng ta bắt đầu lại rồi phải không em em đã nói là cần suy nghĩ thêm mà nhưng anh không muốn đợi anh đợi đã lâu rồi gì chứ lúc trước em đợi anh yêu em rất rất lâu đấy mà em vẫn kiên trì đấy thôi bây giờ anh mới đợi có một chút đã không kiên nhẫn là sao anh không có thành ý gì cả anh có thành ý mà Nhưng anh không đợi được việc khác Việc gì ạ à? Câu hỏi vừa dứt ý cười trên môi người nào đó Đang nở rộ Anh bảo lúc ở trong bếp Anh đã nói là sẽ tính nốt chuyện Đang răng dở với em mà Em quên rồi à Sau đó đình không rời tôi ngay Mà nằm úp lên người tôi Hôn tôi một nụ hôn dài rồi mới xẻo xuống Anh kéo tôi ôm ghì vào lòng Đặt cằm lên đỉnh đầu tôi Anh bảo Em đừng đi Sài Gòn với thằng Khôi nhé mới hồi trưa tôi vẫn còn đang phân vân có nên đi hay không phần vì không muốn bỏ lỡ phần vì không muốn xa bé bơ lâu như vậy còn bây giờ tôi lại không muốn đi đâu nữa chỉ muốn ở cạnh con và người tôi yêu thế nhưng tôi lại trêu anh em chưa đi máy bay bao giờ nên muốn thử cảm giác với lại buổi triển lãm đó có rất điều thú vị lắm anh khôi đã có lòng mời em thì em phải đi chứ không thể phụ lòng anh ấy đâu em không sợ anh ghen à không anh có ghen đâu mà phải sợ Nghe tôi nói Đình liền chống tay lên chán Nghe người nhìn tôi Anh có biết ghen Chẳng qua không cho em thấy thôi Vậy ạ à? Nhưng em và anh Khôi có gì đâu mà anh phải ghen Em không có gì với nó Nhưng ai biết nó có gì với em không Anh thấy nó quan tâm em hơi quá mức bình thường đấy Đã thế lần trước nó còn chính miệng thừa nhận với anh Là nó yêu em Như thế cũng tốt chứ sao Chứng tỏ em cũng có giá trị Anh không yêu em, không cần em thì cũng đầy người cần đến Linh tinh Em là vợ anh đấy Em không phải vợ anh, chúng ta Tôi đang muốn nói chúng ta chưa đăng ký kết hôn Nhưng dường như đình hiểu được ý tôi muốn nói Nên lập tức ngắt lời Mai chúng ta đi đăng ký đi Tại sao em phải nghe lời anh Vì anh là chồng em Bố của các con em Ai thèm Tôi nhuẩn miệng cười nhẹ Đình kéo tôi nằm lên người anh Tay anh xa dọc tấm lưng trần của tôi Anh bảo Đừng đi với ai cả Đi với anh nhóc Anh cũng mua hai vé cho chúng ta đi Sài Gòn rồi Ngày vậy tôi ngẩng đầu nhìn anh ngạc nhiên hỏi Anh mua làm gì? Chúng ta vào đó làm gì? Cho em đi dự triển lãm tranh Anh định đến gần ngày đi sẽ tạo bất ngờ cho em Ai dạy hôm nay em lại tạo bất ngờ không vui chút nào cho anh Anh mua rồi á? Ừ Anh chuẩn bị đưa em đi Ừ Thì gia đình cũng muốn tạo bất ngờ cho tôi Vậy mà tôi cứ tưởng chẳng khi nào anh quan tâm đến mình một chút Hôm nay cũng thấy anh để ý đến sở thích của tôi rồi tôi vui vẻ nhón người định hôn anh một cái thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa tiếp đó là tiếng mẹ cúc nói vọng vào đình mở cửa cho mẹ tôi giật mình ngồi bật dậy vội vơ quần áo để mặc vào người thì nhớ ra áo ngủ của mình bị đình xé buông bét tôi thì luống cuống mặc đồ còn vẻ mặt anh tỉnh bơ nhìn tôi cười cười nói em vội cái gì mẹ ở ngoài đó anh không mau mặc đồ vào đi sợ mẹ biết chúng ta đang ở chung à không em ngại với mẹ có gì đâu phải ngại Vợ chồng ai chẳng ngủ cùng nhau Nhưng áo em bị anh giật bung hết rồi kìa Em lấy cái gì để mặc Em còn phải về phòng xem con dậy chưa nữa kìa Lấy áo anh mặc đi Đình đứng dậy đi đến phía tủ đưa cho tôi một chiếc áo phong Trong lúc chúng tôi đang mặc lại đồ lên người Mẹ vẫn ở ngoài gõ cửa Đình Có nghe mẹ nói không Làm gì mà lâu thế Đợi tôi chỉnh xong quần áo Đình đi đến mở cửa cho mẹ Nhưng lại đứng chắn không cho bà nhìn vào trong Mẹ không đi nghỉ trưa đi, tìm con có việc gì thế ạ? À? Cái dao đi đâu mà để bơ ngủ một mình thế nhỉ? Vừa mẹ đi qua phòng con bé thấy cửa phòng khép hờ, bơ thì đang nằm mở mắt trên giường chuẩn bị bật dậy đấy. Tôi ngồi trên giường nghe mẹ nói vậy chỉ muốn ra bế con gái luôn, nhưng sợ mẹ lại nhìn thấy tôi ở đây thì xấu hổ nên đành ngồi im trên giường không dám ho he gì. Đình chia tay về phía mẹ. Mẹ đưa bơ con bé cho, mẹ về phòng nghỉ đi ạ. À. Ơ hay, sao con rửng rưng thế? Vợ đi đâu không quan tâm à? con biết sao đi đâu mà mẹ không cần lo mẹ im lặng chừng vài giây đưa bờ cho mình bế tiếp rồi nói mẹ con mình nói chuyện tí đi có chuyện gì vậy ạ à? để khi khác được không mẹ không khi khác gì hết mẹ cần phải nói ngay và luôn không đợi đình từ chối mẹ cúc vừa nói vừa đẩy cửa phòng tôi cũng vội vàng muốn tìm chỗ trốn tạm nhưng còn chưa kịp bước xuống giường mẹ đã vào đến bên trong thấy tôi ở đây mẹ thoáng chốc ngạc nhiên rào hay mà tôi lần nữa đỏ ửng tôi ngại ngùng miễn cưỡng nở một nụ cười mẹ ạ mẹ cúc nhìn tôi rồi đưa mắt liếc nhìn đến vẻ mặt tỉnh bơ của đình bà như hiểu ra điều gì đó quay sang tôi nhoẻn miệng cười ô thế phòng có sao không ở sang đây làm gì thế sao con thấy tôi ấp úng không trả lời đình liền lên tiếng mẹ về phòng trước đi ạ có việc gì con với mẹ nói sau nhé hai cái đứa này để cháu mẹ nằm ngủ một mình mà không gọi ai trông cho à Lỡ con bé dậy rồi tự mình tụt xuống giường mà ngã thì sao đây? Lúc khác mẹ hỏi tội hai đứa sau, giờ đi nghỉ ngơi đi. Vâng, nói rồi mẹ cũng rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn ngoái đầu lại nói với Đình bằng giọng cảnh cáo. Còn mà bắt nạt hai mẹ con dao thì không xong với mẹ đâu. Con nào dám, mẹ yên tâm đi ạ. Cứ liệu hồn đấy. Vâng, sau khi mẹ đi rồi, Đình bế con lên giường nằm xuống cạnh tôi. Cả ba ôm nhau ngủ một mạch, đến hơn 3 giờ chiều mới dậy nên hôm đó anh cũng chẳng đến công ty nữa bố mẹ biết chúng tôi đã hòa hợp nên tâm trạng cũng vui vẻ theo đôi khi còn ẩn ý nhắc Đình sớm đưa tôi đi đăng ký kết hôn và tổ chức lại hôn lễ trước ngày dự kiến đi buổi triển lãm cùng anh Khôi anh ấy có gọi hỏi tôi quyết định khi nghe tôi bảo mình sẽ đi cùng với Đình và biết chúng tôi đã làm lành anh ấy không phản đối mà khẽ thở dài hỏi tôi em suy nghĩ kỹ chưa không sợ hối hận chứ em nghĩ kỹ rồi sẽ không hối hận ạ. À. Anh cũng đã từng nói nếu thứ mình thích mà quay về tìm mình thì sẽ mãi mãi là của mình đấy thôi. Vậy nên em tin đình sẽ mãi là của em, là định mệnh của em. Ừ, em thấy vui vẻ hạnh phúc là anh yên tâm rồi. Anh ta có khi nào nói là sẽ tổ chức hôn lễ không? Chưa ạ, à, nhưng khi nào thống nhất em sẽ mời anh đầu tiên nhé. Ừ, anh cũng sẽ tặng em một món quà ý nghĩa. Dạ, dạo gần đây anh Khôi không quá dành nhiều thời gian với tôi như trước vẫn nhắn tin gọi điện hay thậm chí đến nhà bố mẹ thăm tôi và bé bơ thường xuyên, nhưng chỉ trong chốc lát rồi vội vàng rời đi. Tôi cùng đình vào Sài Gòn, lần đầu tiên tôi được tận hưởng cảm giác anh nắm tay tôi công khai trốn đông người, không ngần ngại ôm eo tôi. Đôi khi đang nói chuyện, anh còn quay sang hôn lên má tôi một cái rất lâu. Anh đưa tôi đến buổi triển lãm, mua cho tôi bức họa mà tôi thích nhất. Đưa tôi đi xem phim, cùng nhau trải qua các cung bậc hẹn hò yêu đương như những cặp đôi bình thường khác và một buổi tối nọ định đưa tôi đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chợt anh lấy hai tay bịt mắt tôi lại làm tôi tò mò em muốn làm gì vậy em nhắm mắt lại nhé không được nhìn trộm đâu anh đưa em đến một nơi tôi nghe lời nhắm mắt hai tay giữ lấy bàn tay anh bước chân chậm chậm đi theo nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi anh đưa em đi đâu thế bí mật đến nơi em sẽ biết anh làm em hồi hộp chít đi được sắp đến rồi năm bước nữa thôi được rồi em có thể mở mắt Đình bỏ tay ra khỏi mắt tôi Mí mắt tôi cũng từ từ hé mở Tôi nhận ra chúng tôi đang đứng ở vị trí có nhiều đèn sáng chiếu vào nhất Xung quanh có rất nhiều người lạ mặt đứng lại nhìn Dưới chân tôi lúc đó là những cây nến lấp lánh xếp thành hình trái tim Có bóng bay, có cánh hoa dại khắp Bỗng có một người mặc bộ đồ gấu trên tay cầm theo bó hoa hồng đỏ to đùng Lật đật chạy đến trước chúng tôi Người đó đưa hoa về phía tôi Ý bảo tôi nhận lấy Tôi chần chừ mấy giây nhìn đến đỉnh Cho đến khi anh khẽ mỉm cười gật đầu tôi mới ôm nó. Chưa đầy hai giây sau đó, khi tôi ôm bó hoa, đình bất ngờ quỷ gối mở một hộp nhẫn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người mà cầu hôn tôi. Ánh mắt anh thâm tình, giọng đầy yêu thương nói một câu. Chúng ta kết hôn nhé. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ một ngày nào đó người đàn ông tôi yêu sẽ cầu hôn tôi ở nơi đông người như thế. Cảm giác lúc này của tôi có vui sướng, có hạnh phúc, có xúc động. Anh không những đã yêu tôi sau bao tháng ngày tôi đơn phương yêu anh, còn cho tôi một mạng cầu hôn bất ngờ ở một thành phố cách xa Hà Nội mà không biết anh đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ. Một bàn tay nhỏ bé của tôi đang được đình cầm lấy, xung quanh có rất nhiều tiếng người bảo tôi hãy đồng ý lời cầu hôn của anh. Tôi nghẹn ngào không thể nói thành lời, chỉ gật đầu liên tục thay cho lời nói của mình. Đình lấy ra chiếc nhẫn đeo lên ngón giữa cho tôi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi mới đứng dậy, kéo tôi ôm chặt vào lòng. Anh thụ thị bên tai tôi. Từ nay về sau, Tiếng vợ anh chỉ dành duy nhất cho một mình em Tiếng chồng cũng chỉ để cho một mình em gọi Vợ à Anh yêu em Rút lời cộng thêm bao lời hối thúc hôn đi của mọi người Để chậm chậm cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn Tuy chỉ là môi chạm môi Nhưng nụ hôn đó mang theo bao nhiêu tình yêu Và tình cảm từ tận đáy lòng chúng tôi dành cho nhau Những bất ức Những thiệt thòi trước đây cũng vì thế mà tan biến Thay vào đó chỉ còn là những kỷ niệm tốt đẹp những điều tuyệt vời ở con đường phía trước đang đợi chúng tôi cùng nắm tay nhau đi qua. Tối đó về khách sạn, suốt cả một đêm dài chúng tôi quần lấy nhau không ngừng. Không rõ làm bao lâu, qua bao nhiêu lần, chỉ biết khi tôi đã thấm mệt, mắt gần như không mở nổi nữa mà đình vẫn chưa chịu dừng lại. Anh không ngừng thì thầm gọi tên tôi và gạ tôi sinh thêm những đứa con khác cho anh. Phải khi tôi đồng ý, xin sỏ anh tha cho mình thì đình mới rời khỏi người tôi, kéo tôi ôm vào lòng, chìm vào giấc ngủ say. Hôm sau lúc chúng tôi dừng xe bên kia đường của một tòa nhà nhiều tầng với thiết kế khá đẹp mắt được xây dựng ở vị trí trung tâm của thành phố mang tên Bắc. Chẳng hiểu sao lòng tôi lại xuất hiện một thứ cảm giác nôn nao đến kỳ lạ. Tôi đưa mắt nhìn chăm chăm đến tòa nhà cao sừng sững với cái tên tập đoàn Trần Thái, Tuy xả lạ nhưng lại cũng có chút quen thuộc khó tả. Đình thấy tôi chăm chú quan sát thì hỏi, sao thế? Không có gì ạ. Chỉ là không biết vì sao cứ muốn nhìn vào đó mãi Có lẽ vì kiến trúc xây dựng của tập đoàn kia rất đẹp Lại độc và lạ nữa Công ty của nhà họ Trần Gia đình của Trần Việt Khôi đấy Nghe vậy tôi không khỏi bất ngờ Gì ạ? Công ty của anh Khôi á? Ừ, cậu ta xuất thân là con nhà tài Việt Nhà họ Trần là gia đình danh gia vọng tộc Giàu có bậc nhất Sài Gòn không ai bì được Ngoài tập đoàn Trần Thái Gia Còn rất nhiều công ty lớn nhỏ khác Hiện tại bà nội cậu ta đang làm chủ tịch Nghe phong phanh trong giới kinh doanh đồn bà ấy đang muốn giao lại toàn bộ gia sản cho Khôi nhưng cậu ta chưa có ý muốn tiếp quản. Sao vậy ạ? À? Nếu anh Khôi không muốn thì còn bố mẹ anh ấy nữa mà. Nhà họ Trần không có con cháu nào khác sao ạ? À? Bố Khôi là con một, chuyện riêng gia đình cậu ta anh cũng không rõ lắm. Biết sơ qua thì là vì sai lầm ngày trước của bà nội Khôi khiến cho mối quan hệ của mọi người trong nhà trở nên tồi tệ. Đó cũng là nguyên nhân mà bố mẹ và Khôi rời khỏi Sài Gòn để ra Hà Nội sinh sống. Một thời gian sau cũng đi nước ngoài, Bây giờ ông ngoại cậu ta đã giả Phải gọi mãi cậu ta mới chịu quay về điều hành điên dây Đúng ra Chuyện riêng của gia đình họ tôi không nên quá tò mò Nhưng chẳng hiểu sao Cứ muốn hiểu chuyện Cứ muốn nghe chút thông tin về họ Tôi hỏi Bà nội anh Khôi đã làm gì ạ Anh biết không Hình như bà ấy không thích mẹ Khôi sinh con gái Vì nghe thầy bói nói Đứa trẻ đó ra đời thì sẽ ảnh hưởng đến Như thế nào đó đến Trần Thái đấy anh cũng không rõ nguyên nhân ra sao nhưng vì bà ấy mà đứa bé sinh ra không lâu thì mệnh yểu từ đó trở đi gia đình khôi cũng không sống chung nữa thông tin về vụ việc năm đó được nhà họ trần giấu kín đây là anh nghe mẹ với cả bố nói chuyện nên biết sơ sơ thôi bà nội anh khôi mê tín quá nhỉ ừ chắc qua bao nhiêu năm cũng nhận ra cái sai của mình giờ về già cô đơn nên muốn có con cháu quây quần ở bên vậy anh khôi vẫn để ý đến bà nội mình đúng không ạ Đợt vừa rồi em thấy anh ấy vào Sài Gòn suốt Chắc là về thăm bà Anh không biết Nhưng với tính Khôi chắc không dễ gì tha thứ cho lỗi lầm của bà nội đâu Tuy đứa trẻ đó sinh ra không lâu Nhưng có được tình yêu của bố mẹ và khôi lắm Chẳng thế mà đã hơn 18 năm trôi qua Họ vẫn đau lòng Nhớ thương cô bé đó mãi Biết được câu chuyện của gia đình anh Khôi Tự nhiên tôi lại thấy thương anh ấy quá Cũng xót xa cho số phận của mình Chẳng biết bố mẹ ruột của tôi giờ đây thế nào nhỉ Mỗi người có một gia đình riêng ra sao hay rồi có nhớ đến đứa con gái như tôi năm xưa Đã bị bỏ rơi xuống trước cổng chùa không Chắc là không đâu Nếu có thì 18 năm qua đã quay về tìm tôi Hoặc thăm tôi lấy một lần Cũng đã là hạnh phúc đơn sơ với tôi rồi Tiếc là họ không có đến lần nào cả Có lẽ không nhờ đến sự tồn tại của tôi Trở về Hà Nội Sống cuộc sống của chúng tôi vẫn giống trước đây Đỉnh đi làm đúng giờ Sẽ về Không tăng ca cũng chẳng có những buổi xã giao Người nồng mùi rượu Tôi thì ngày ngày chăm con vẽ tranh và thiết kế trang sức nhiều hơn. Không ít lần vào tối muộn trà nhắn tin không thấy đỉnh trả lời liền gọi lại cho anh. Có lẽ đỉnh sợ tôi ghen, sợ tôi khó chịu nên thẳng tay tắt máy. Có khi phải bàn công việc với cô ta thì cũng chỉ qua loa vài câu. Nhưng trà không dễ gì buông tha cho đỉnh. Cô ta gọi một hai lần không được thì gọi thêm nhiều lần. Tối nào cũng phải gọi cho chồng tôi mới chịu. Mới đầu tôi nhận nhịn để đỉnh tự giải quyết. Nhưng càng ngày càng thấy cô ta không biết điểm dừng. Nhân một hôm cô ta gọi đến tôi đã nhấn nút nghe máy chửi thẳng mặt cô ta và không quên bật loa ngoài cho đình cùng nghe. Anh thấy tôi mắng cô ta dữ quá, không biết có phải vì thương hoa tiếc ngọc hay không mà vội tắt điện thoại đi, khuyên tôi đừng đi, đừng để cho bản thân nổi nóng về những chuyện không đáng. Có lần tôi từ chỗ anh khôi về, lúc đi ngang qua công ty Phạm Hữu cũng đã gần đến giờ tan làm. Tôi nảy ra ý định ghé vào đợi đình rồi cùng nhau về, tiện cũng là đến kiểm tra xem chồng tôi có bị con mụ kia quyến rũ mất hay không. Đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, thế bên ngoài không có trợ lý cũng chẳng thấy thư ký đâu lòng tôi lại trào dâng lên một nỗi hoài nghi tôi để đến, đến trước cửa phòng là việc của đình dán sát tai vào cửa muốn nghe ngóng bên trong nhưng chẳng nghe được gì cả vậy nên không thèm gõ cửa tính vào trong bất ngờ để xem có gặp những cảnh tượng như trước nữa hay không vậy mà khi tôi vặn tay nắm cửa cửa phòng lại bị khóa trái nỗi bất an trong lòng càng nhiều hơn tôi có thể tin đình nhưng không thể tin con mụ yêu quái kia được như anh đã nói rồi đấy Chẳng rõ vì sao khi ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta thì dần mất đi ý thức. Ai biết một lúc nào đó anh có bị mất ý thức nữa hay không? Tôi vợ giơ tay gõ cửa, mấy đầu còn thưa thớt rồi dần nhanh hơn, dồn dập hơn. Cho đến khi cánh cửa vừa mở ra, đập vắt mất tôi là gương mặt của thư ký. Màu nóng trong người nổi lên nhưng vẫn cố kìm nén sự tức giận xuống tận đáy lòng, cố nặn ra một nụ cười thân thiện. Chào chị thư ký. Chào giao. Chào hỏi qua loa, tôi nghiêng đầu nhìn đến đình đang cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó ở bàn làm việc không thể trả có ý nhường đường tôi thẳng tay để cô ta đứng sang một bên bước vào trong cất tiếng gọi đình chồng nghe tiếng tôi gọi đình lập tức dừng bút ngẩng đầu lên nhìn tôi trong ánh mắt anh thoáng sẹt qua một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó ngập tràn ý cười khoái miệng cong lên nói vợ xem đến đây thế tôi nói bóng gió em từ chỗ anh khôi về thiện đường đến kiểm tra xem anh có làm gì mờ ám sau lưng em không đấy mà Đình đứng dậy khỏi ghế sải bước đi nhanh đến bên tôi Đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa Mặt buồn thiêu hỏi Không tin anh à Em tin chứ Nhưng người khác thì em không tin được Ai dám chắc kẻ nào đó có giở trò câu giận anh không Vừa nói tôi vừa cố ý đánh mắt nhìn trà Đang đứng ở cửa quay lưng về phía chúng tôi Đình hiểu ý tôi nói Anh giơ tay búng nhẹ vào trán tôi một cái Khẽ cười cười nói nhỏ bên tai tôi Em gớm lắm đấy Không thèm quan tâm đến người không biết ý tứ Cứ đứng mãi ở kia tôi nhìn người về phía đỉnh chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. đang lúc đỉnh chuẩn bị hôn lại tôi thì trà quay người lên tiếng cắt ngang hành động thân mật của chúng tôi. tổng giám đốc anh xem cho xong tài liệu rồi ký giúp em ạ. À? em còn làm việc nữa không tiện làm phiền hai người. đình ừ một tiếng với cô ta rồi bảo tôi đợi anh một lát anh xem nốt tài liệu nhé. vâng. trong lúc đỉnh làm việc trà đứng bên cạnh anh không ngừng cúi thấp người chỉ trỏ vào những mục chính trong tài liệu mỗi lúc một đứng sát vào anh hơn, thân hình thì ướn a à, ướn nẹo, chỉ thiếu điều cô ta xẻ áo, xẻ váy, khoe cho đỉnh ngắm nữa thôi. Trước cảnh này tôi ngỡ mắt không chịu được, liền đứng dậy đi đến chỗ bọn họ, dùng một lực kéo mạnh trà lùi về phía sau. Bị tôi kéo ra, trà đứng trừng mắt lườm trộm tôi nhưng không dám tỏ rõ thái độ bất mãn, vì dù sao cũng có đỉnh ở đây, cô ta sao có thể mất hình tượng được. Tôi nhích miệng nở một nụ cười khinh miệt với cô ta, sau đó đặt hai tay lên vai đình, vừa xoa vừa bóp hỏi. Công việc bận lắm sao anh? Ừ, lời vừa nói đình điền sửa lại. À, cũng bình thường. Nếu em muốn anh làm gì đó cho em thì anh rảnh, anh có thời gian. Trà chen ngang. Vừa rồi anh nghỉ hơn một tuần vào Sài Gòn, công việc đã chất thành núi rồi đấy ạ. Chị trà chắc không biết phép lịch sự là gì đâu nhỉ. Vợ chồng em đang nói chuyện, chị sủa và làm gì? Anh đình bận hay không là việc của anh ấy, liên quan gì đến chị mà nói? Cô... không cho trả có cơ hội nói hết câu Tôi nói với Đình Anh, nếu công việc ở công ty nhiều quá Một mình anh không làm hết Em nghĩ có một thư ký thôi chưa đủ Cần tuyển thêm một thư ký nữa anh nhỉ Đình biết tôi đang không vui Khi thấy trả ở đây Anh ngước lên nhìn tôi Có một thư ký và một trợ lý là được rồi Không cần phải tuyển thêm Em là đang muốn anh tìm người phù hợp Xen sẻ công việc cho anh thôi Mà anh nên tuyển thích cứ nam ấy Họ chịu được áp lực công việc tốt hơn nhanh nhẹn và đúng mực. Nghe vậy trà liền nói. Anh đình quen với cách làm việc của chị rồi, đổi người không được đâu em. Vậy hả? Tôi ở phía sau vòng tay ôm lấy cổ đình, cặp đắn lên vai anh, nói với giọng ngọt liệm. Chồng, anh quen với cách làm việc của thư ký trà đến vậy cô à? Phải chăng chị ấy làm hài lòng anh ở mọi phương diện? Đình không trả lời tôi ngay mà kéo tôi đứng sang phía bên cạnh, ánh mắt tràn ngập ý cười hỏi lại tôi. Em nghĩ sao? Nếu đúng như em nói, vậy em không làm phiền tổng giám đốc và thư ký làm việc cùng nhau nữa. Xin phép em về trước ạ. À? Nói rồi tôi say người muốn rời đi, nhưng còn chưa kịp đi bước nào, Đình đã giữ tay tôi kéo lại. Lực kéo của anh không mạnh, chỉ đủ giữ tôi, nhưng tôi lại cố ý ngã vào lòng anh. Đình thuận thế ôm chặt lấy tôi, nhân cơ hội đó tôi giả vờ hợn rỗi đẩy anh ra. Bỏ ra để em về. Đình biết tổng tôi đang rời trò, nhưng anh vẫn phối hợp cùng tôi. Không bỏ. Ở lại đây đợi anh một chút Xong việc mình cùng về Không thích Sao Tư ngoảnh mặt quay đi Đình ghé sát vào tay tôi nói nhỏ Ngoan Lát nữa cho em dỗi thoải mái Cô giấu đi nụ cười trên môi tôi ngồi ngay ngắn trong lòng đình lật từng trang tài liệu cho anh đọc Qua một lúc lâu Sẽ hẳn nhịn không được cụ tức Nên khi đình ký xong đống giấy tờ đưa lại cho trà Cô ta không nói không rằng liền vùng vàng bỏ đi Trước khi ra khỏi phòng Đình còn bồi thêm một câu Đóng cửa lại cho tôi, bất cứ ai cũng không được phép vào, dù có việc gì đi nữa. Vâng. Sau khi trả đi rồi, tôi để đình ra đứng phát dậy, biểu cảm thay đổi 180 độ, mặt máy nghiêm nghị hỏi. Tổng giám đốc và thư ký ở trong phòng trao đổi công việc thôi có cần khóa cửa kỹ thế không? Sợ người khác làm phiền của vui của hai người à? Không có, cửa không khóa mà. Không có. Còn lâu em mới tin, rõ ràng cửa khóa trái em mở không được mới phải đứng ngoài gõ nhé. Đau hết cả tay đây này. Vừa nói tôi vừa dơ ra cho đình xem Anh nắm lấy bàn tay tôi Kéo tôi ôm lại vào lòng Giọng trầm ấm nói Chắc lúc trà vào phòng xong Tự ý khóa trái mà anh không để ý Nếu có làm tay em đau Thì anh xin lỗi nhé Không biết vợ đến để em phải đứng ngoài gõ cửa Anh với cô ta chỉ bàn công việc Ừ Chứ không em nghĩ còn làm gì Ai biết Vợ ghen à Không Em nào đã là vợ của anh Vừa rồi em gọi anh là chồng đấy Hay giờ mình đi đăng ký kết hôn nhé Vợ chồng hợp pháp luôn Để em yên tâm không nghi ngờ anh nữa Không Em còn phải xem anh như nào đã Biết đâu ký xong anh lén em đi với người khác Lúc đó mất công ra tòa ly hôn Linh tinh Em đồng ý lấy anh rồi đấy Từ hôm ở Sài Gòn về Hà Nội đến nay Mới hơn một tuần Cả hai bận bị nhiều việc nên chưa có thời gian đi đăng ký Hôm nay rảnh rỗi một chút Tôi cũng muốn sớm cùng anh đi hoàn tất mọi thủ tục vừa là để thành vợ chồng chính thức cho người khác bỏ cái ý định dòm nhó, hay là sớm làm lại giấy khai sinh cho con. Có điều tôi vẫn có một thắc mắc không thể không hỏi anh. Sao anh không cho trả nghỉ việc đi? Cô ấy là em họ của chị thư ký ngày trước của anh. Bà ấy xin nghỉ một năm vừa là để sinh con vừa là chăm sóc gia đình. Muốn đợi đứa bé cứng cáp sẽ quay lại làm việc. Chị ấy giới thiệu trà vào làm. Anh thấy cô ấy làm việc rất tốt nên giữ lại. Còn hai tháng nữa là chị thư ký cũ quay lại Nên anh tính đợi đến lúc đó sẽ cho cô ấy nghỉ việc luôn Gì chứ Hai tháng nữa Anh biết hai tháng này anh và Đình không cho tôi nói hết anh bảo Công việc và chuyện riêng không liên quan đến nhau Bây giờ anh cho trả nghỉ việc Thì ai sẽ làm thay đây Một mình trọng không thể làm hết công việc được Mà giờ tuyển thư ký mới Đợi đến khi chị thư ký cũ quay lại Chẳng lẽ anh lại cho người mới nghỉ việc Nhưng em không muốn cô ta gần anh nữa Anh không nghĩ cho cảm xúc của em mà em cũng biết sợ Anh sẽ không làm gì có lỗi với em nữa đâu Đấy là anh Còn ai dám đảm bảo cô ta không làm gì Anh chẳng nói vì anh ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta Nên dần mất ý thức đấy sao Vậy nếu cô ta lại dùng lại nước hoa đó với anh Nếu em không bắt gặp kịp lúc như lần trước Thì anh ngủ với cô ta luôn đúng không Nếu anh muốn như vậy thì không cần đuổi việc cô ta nữa đâu Giữ lại bên mình suốt đời luôn đi Mẹ con em đi là được rồi Giao Đừng gọi tên em Đi mà gọi tên cô ta đó. Lúc cô ta bảo em là người thứ ba chân chân và hạnh phúc của anh, anh cũng có lên tiếng nói gì đâu. Những lời giải thích hôm trước của anh chỉ toàn là lừa em thôi, thực chất anh cũng có tình cảm với cô ta." Từ tận đáy lòng lại trào dâng nỗi uất ức, giọng tôi dần lạc đi, nói trong nghẹn ngào. "Anh cũng yêu cô ta mà, vậy thì cưới cô ta đi, cưới em làm gì? Hay anh muốn có bé bơ?" "Không, không phải. Anh lừa em, những lời anh nói đều là gạt em thôi." vợ à em đừng nhắc đến những chuyện trong quá khứ nữa được không lời anh nói với em đều là thật mà chẳng phải anh cũng thừa nhận mình từng có chút sao lòng đấy thôi nhưng thời gian qua đi anh nhận ra ai mới là người anh yêu ai mới là người anh muốn lấy làm vợ và sống chung đến hết đời này em vẫn không tha thứ cho anh được sao không phải là tôi không thể tha thứ cho anh mà ngày nào chà còn ở gần anh là ngày đó tôi không yên tâm về cô ta chút nào Tôi nhận ra trong lời nói, ánh mắt và những cử chỉ đình dành cho tôi trong thời gian qua là sự chân thành, nên tôi không nghi ngờ gì cả. Có những chuyện dù chúng tôi có nói hết ra với nhau cũng chưa chắc hiểu hết được tận sâu nỗi lòng của đối phương. Đơn giản vì có đôi khi chính bản thân mình cũng không hiểu rõ được mình mà. Điều tôi muốn nhất bây giờ là con mụ kia phải nghỉ việc ngay lập tức, dù trao công việc trợ lý trọng có phải tăng lên gấp đôi thì cũng xin cho tôi được ích kỷ lần này vì bản thân mà làm khó anh ta. Thấy tôi im lặng không nói, mi mắt buồn rười rượi rút xuống, tôi nghe đình hít sâu vào một hơi rồi khẽ thở dài. Thôi được rồi, anh sẽ cho trả nghị việc. Nhưng em có thể để cô ấy làm hết tuần này được không? Vì còn phải bàn giao công việc. Không, hôm nay mới có thứ tư thôi, chậm một ngày em cũng không đồng ý. Rồi rồi, vậy anh sẽ để trọng trao đổi công việc với trà, mai cô ấy nghỉ nhé đình đã xuống nước như vậy tôi cũng không muốn làm khó anh nữa nên gật đầu chiều đó đình không đến công ty mà gọi điện giao việc cho trợ lý rồi đưa mẹ con tôi đi đăng ký kết hôn và làm lại giấy khai sinh cho con khi nhìn đến tên của đình trên giấy tờ tôi còn tưởng mình bị hoa mắt vì họ tên của anh đã được đổi từ phạm hữu đình sang vũ hữu đình từ bao giờ thế tôi ngơ ra vài giây còn chưa kịp hỏi anh thì đình đã giải thích với tôi anh là người nhà họ vũ không thể mang họ phạm của mẹ mãi được anh đã làm thủ tục đổi họ tên mình từ lâu, chỉ đợi mẹ con em về làm người nhà họ Vũ nữa thôi. Cảm ơn anh. Vậy là con gái tôi cuối cùng cũng có đầy đủ họ tên là Vũ Quỳnh Hoa, giống với họ của Đình, không sợ sau này mọi người thắc mắc tại sao Đình họ Phạm mà con gái tôi họ Vũ nữa rồi. Hai tuần sau, chúng tôi quyết định tổ chức hôn lễ, không còn là một buổi tiệc nhỏ giới thiệu con dâu với các thành viên trong gia đình mà là một hôn lễ được tổ chức trong một khách sạn sang trọng của thành phố trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Có người thân, có bạn bè, có đối tác làm ăn, có nhân viên trong công ty Phạm Hữu đều đến chúc phúc cho chúng tôi. Ở trong phòng trang điểm, ngoài nhân viên trang điểm chuẩn bị mọi thứ cho tôi ra, còn có hai chị dâu và em chồng cũng ở đây. Chị Phương và Huyền hết lời trêu tôi. Còn nhắc đến lần đi ba vì vừa rồi chơi chưa đủ, nên hẹn một ngày nào đó gần nhất mọi người sẽ tụ họp đi picnic cùng nhau thêm nhiều lần nữa chị tâm ít đùa hơn hai người kia chị từ tốn bảo tôi đã là duyên phận thì đi hết một vòng cũng trở về bên nhau sau này phải thật hạnh phúc nhé lúc nào cũng phải cười vui vẻ biết không vâng ạ đừng có xa cách chị nữa nhé chúng ta là chị em trong một gia đình nên hãy yêu thương nhau em và đình đều là em của chị dạ lúc trước tôi luôn ghen tị với tình cảm đình dành cho chị tâm nhưng từ khi đình nói yêu tôi Tôi không còn cảm giác khó chịu hay muốn né tránh chị Tâm nữa. Tôi mong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi về sau cũng sẽ hạnh phúc như vợ chồng chị ấy theo một cách khác riêng biệt. Mọi người ở với tôi một lúc rồi cũng ra giúp đình tiếp khách. Trong phòng chỉ còn lại một nhân viên giúp tôi mặc váy, chỉnh lại tóc và sửa lại lớp make up sao cho hoàn hảo nhất. Khi cô ấy đang cài mấy bông hoa nhỏ li ti trên tóc tôi thì cửa phòng bất ngờ mở ra. Một dáng người mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới đầu đội mũ đen bước vào trước sự ngỡ ngàng của tôi và nhân viên không đợi chúng tôi lên tiếng hỏi người đó đã khóa trái lại phòng cửa tiếp theo rút trong túi ra một con dao gấp chĩa về phía tôi khi chiếc kính đen được tháo xuống tôi lập tức nhận ra ánh mắt của người đó vội lùi về phía sau cùng nhân viên cô sao cô vào được đây cô muốn làm gì muốn lấy mạng mày chả từng bước lao về phía chúng tôi vì mặc váy cổng cành nên tôi chưa kịp tránh đã bị cô ta túm lấy đầu một tay trà kẹp lấy cổ tôi, một tay chĩa mũi nhọn con dao vào bụng. Lúc đó không chỉ tôi sợ cô ta làm liều, mà đến cả nhân viên cũng hoảng loạn không kém gì tôi. Trà ghi chặt cổ tôi, giọng gầm gừ. Hôm nay có chết tao cũng phải kéo mày chết chung. Cô điên rồi à? Bình tĩnh lại đi. Phải, tao điên rồi đấy, tao yêu anh đỉnh đến phát điên. Nhìn mày vai nghĩ tổ chức hôn lễ, tao cũng phát điên rồi. Nhân viên chạy lại phía cửa, muốn ra ngoài gọi điện, gọi người cứu tôi, nhưng cô ấy còn chưa kịp nắm lấy tay nắm cửa đã bị trả cảnh cáo. Mày mở đi, tao xiên chết nó luôn cho mày xem. Nhân viên sợ tái xanh mặt cả không dám manh động. Chỉ đứng yên bên cánh cửa, sơ tay khuyên trà Cô gì ơi, cô bình tĩnh đi ạ. Tôi không mở cửa đâu. Cô bỏ dao ra khỏi cô dâu trước đã. Có gì mọi người từ từ nói chuyện với nhau. Cầm miệng, chuyện của tao và nó không đến lượt mày sĩ vào. Tôi đưa mắt về phía nhân viên khẽ lắc đầu. Ý nhắc nhở cô ta hãy cứ đứng một chỗ đừng tiến tới và cũng đừng nói gì cả ai biết mụ điên này có vì điên tình mà giết tôi thật không cách duy nhất bây giờ là từ từ khuyên nhủ nói chuyện để kéo dài thời gian tìm cơ hội thoát thân mà thôi thế nhưng chưa đợi tôi mở miệng chả đã giết lên bên tai tôi con khốn hôm nay mày đừng hòng kết hôn với Đình anh ấy là của tao, của tao, mày nghe rõ chưa Đình đã không yêu cô sao cô không buông tay anh ấy đi cầm miệng, anh ấy yêu tao người anh ấy không yêu là mày mới đúng lúc trước đình không yêu mày nhưng mày có buông tay anh ấy không hay là tìm đủ mọi cách để câu dẫn đình trở về từ ngày tôi cất bước rời khỏi biệt dù trong lòng còn rất yêu anh rất muốn anh đến đón mẹ con tôi về nhưng tôi chưa từng mở lời níu kéo giống ngày đó tôi cũng không câu dẫn hay dùng cách gì để quyến rũ đình anh đón mẹ con tôi về là tự nguyện nói yêu tôi cũng là tự nguyện tại sao chả có thể nghĩ là tôi dụ dỗ đình như cô ta đã từng làm gì đó với anh mà không phải vì tình yêu chân thành anh dành cho tôi tôi không làm gì cả không làm gì mày cũng là mơ mô lắm nếu mày trong sáng thuần khiết như đình nghĩ thì đã không gài bẫy lên giường với anh ấy không để bản thân có con rồi bắt đình phải lấy mày là đình chủ động nói cưới tôi tôi không ép anh ấy Tao đếch tin những lời này mày chỉ gạt được bố mẹ đình và anh ấy thôi nếu ngay từ đầu mày không có ý đồ không muốn trèo cao thì mày đã không để bản thân mang thai. Đình không yêu mày, sống với mày không hạnh phúc nên mới yêu tao, quan tâm đến tao. Anh ấy yêu tao nhưng tại mày. Tại mày mà Đình bỏ tao để quay về bên mẹ con mày. Đời này anh ấy sẽ không yêu mày đâu, chẳng qua là trách nhiệm với mày. Mỗi lần nghe trà nhắc rằng Đình yêu cô ta, dù không tin nhưng trái tim tôi vẫn khẽ nhói đau. Tôi nhớ đến lời anh từng nói nên đã hỏi cô ta. Nếu là Đình yêu cô, vậy tại sao cô phải dùng lại nước hoa đặc biệt nào đó mê hoặc anh ấy? Nếu đỉnh yêu cô Tại sao cả hai không tự nguyện lên giường với nhau Mà cô phải dở trò Đỉnh sống có trách nhiệm Nhưng anh ấy sẽ không vì ràng buộc mà buông bỏ người mình yêu Nếu anh ấy yêu cô thì đã không cần mẹ con tôi rồi Khi nói ra những lời này Tôi cảm nhận cơ thể trà khẽ run lên Nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường Cô ta quát Loại phá đám Nếu hôm đó không phải mày đến đúng lúc Nếu không phải dầu tầm mê tầm ngại hết mùi Thì hôm đó ta và anh ấy đã ngủ với nhau rồi anh ấy cũng yêu tao, mày hiểu chưa? Chẳng qua đỉnh chưa chấm dứt với mày nên mới không tiến tới với tao. Mày nói không sai, đỉnh có trách nhiệm vì mẹ con mày mà không dám bày tỏ tình cảm với tao, không dám nói yêu tao, không dám thân thiết với tao. Tất cả là tại mày đấy. Nếu anh ấy đã không dám làm tổn thương mày thì tao giúp anh ấy một tay để mày sớm buông tha đỉnh thôi. Cái gì mà vì mẹ con tôi mà không dám làm những hành động của hai người yêu nhau chứ? Đình nói đã từng có lúc sao nhãng Nhưng anh vẫn làm chủ được mình Thì chứng tỏ mới chỉ cảm nắng cô ta chút ít Vậy mà cô ta vừa nói gì Dùng cái gì với anh ấy Cô nói mê tầm ngại Cô dám dùng ngại với Đình Phải, đã đến nước này Trước khi để mày chết ta sẽ nói cho mày biết một số chuyện Tao đã từng có ý định dừng bùa yêu Để chúng ta có kết quả nhanh hơn Nhưng vì tao yêu Đình thật lòng Tao không muốn làm hại anh ấy Nên mới không tìm thầy bùa làm phép Đình đối với tao rất tốt sao tao có thể làm hại anh ấy? Nhưng mê tâm ngải thì không có hại, khi dùng chỉ khiến tao và anh ấy mất đi ý thức tạm thời. Mùi hương hết thì ngại cũng hết tác dụng. Anh ấy có tình cảm với tao, chẳng qua không dám tiến tới nên tao mới phải dùng cách đó để mối quan hệ giữa bận tao xích lại gần nhau thôi. Cô, cô điên rồi. Đúng đấy, tao điên đấy. Tao điên khi đã không dùng nó đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, chỉ cần có cơ hội ở riêng với đình, Tao nhất định sẽ dùng mê tâm ngại một lần nữa để chúng tao có con. Đến lúc đó Đình sẽ lấy tao chứ không đời nào lấy mày. Cô luôn miệng nói yêu Đình. Đình cũng yêu cô nhưng thực chất là cô đang lừa mình lừa người. Nếu yêu đã không dùng đến những loại thuật tà thuật hại người. Cô đúng là gián độc. Cô không sợ quả báo sao? Chà chợt phá lên cười rất man giật. Cô ta xích cổ tôi mạnh hơn. Quả báo á? Mày nghĩ tao sợ không? Tao đã mất 2 năm biến mình thành một người không hề giống với bản thân tao một chút nào chỉ vì muốn anh ấy có ấn tượng ngay từ lần đầu gặp tao và tao đã thành công ngày đầu nhận việc anh ấy đã nhìn tao rất lâu cũng thường xuyên nói chuyện với tao thì ra vốn dĩ chả không phải tự nhiên giống chị tâm cô ta vì đình mà thay đổi bản thân thành một người khác phải yêu anh như nào âm thầm để ý đến anh từ lâu mới có thể vì yêu mà đánh mất bản thân mình như vậy tự nhiên tôi lại thấy thương hại cô ta đi qua hết ngày này tháng nọ làm đủ mọi cách, tưởng như nắm chắc đỉnh trong tay, vậy mà đến cuối cùng, anh lại lựa chọn trở về bên mẹ con tôi. Suy cho cùng, người được ông trời xe duyên, ở bên cạnh đỉnh cả đời là tôi, chứ không phải trà. Cô tự biến mình thành thế thân của người khác, thì dù đỉnh có yêu cô cũng chỉ vì vẻ bề ngoài thôi. Anh nghĩ từng yêu chị Tâm không phải vì nhân sắc của chị ấy, mà là vì tính cách và con người của chị ấy. Cô có thể học tất cả mọi thứ về chị Tâm, thay đổi rất nhiều thứ để giống với chị ấy, nhưng liệu cả đời này cô có bắt trước chị ấy mãi được không? Cô thử nghĩ đi, cô cũng có nhan sắc, vậy sao không tìm một đối tượng tốt rồi yêu đương kết hôn, sao phải làm khổ bản thân mình như vậy? Mà im đi, không phải lý sự với tao, chỉ cần đỉnh yêu tao, lấy tao, dần dần tao sẽ trở về là chính mình, anh ấy cũng dần yêu con người thật của tao, mưa dầm thấm lâu, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Tôi không biết là trà quá cố chấp hay ngu ngốc nữa, đã nói đến thế rồi, đi đến hôm nay ắt hẳn phải biết quay đầu chúc phúc cho người mình yêu. Vậy mà, vẫn nhất quyết giành đình về làm của riêng cho mình, nhưng trong khi anh không yêu cô ta. Lúc trước tôi cũng ngốc như vậy, nhưng khi ôm đủ đau thương, thấy không còn cơ hội nào nữa thì chấp nhận buông bỏ. Thế nhưng sự buông bỏ của tôi lại chính là khởi đầu cho một cuộc sống mới, một tình yêu đẹp mà tôi hằng mong ước. Chả thấy tôi im im không đáp thì nói tiếp. Mày là cái thá gì? Mày chẳng có gì hơn tao ngoài đứa con, Vậy sao mày lại dễ dàng cướp anh ấy về? Vì tôi sống bên đình lâu hơn cô. Sự xuất hiện của chúng tôi trong cuộc đời đối phương đã là thói quen, trở thành một phần tình thân của nhau. Mẹ Cúc từng nói tình yêu theo thời gian có thể thay đổi hoặc mất đi, nhưng tình thân thì không. Cứ cho là anh ấy yêu cô như cô nói, nhưng khi nhận ra không hợp thì cũng chẳng bền lâu được đâu. Nếu để đình biết cô dùng mê tâm ngại với anh ấy, cô nghĩ anh ấy có muốn sống chung với cô không? Còn nữa, hôm nay cô giết tôi, cô sẽ phải đi tù đến cuối cùng cô cũng chẳng có được đỉnh miễn là mày không ở bên đỉnh dù đi tù hay chết chung với mày tao cũng hạ dạ trong lúc chúng tôi cãi nhau nhân viên đã nhân cơ hội trả không để ý mà mở khóa phòng nhưng cô ấy không mở cửa chạy ra ngoài ngay vì sợ lời cảnh cáo của trả trước đó có lẽ vì chúng tôi ở trong này quá lâu lại sắp đến giờ cử hành hôn lễ nên đã có người đến tìm chúng tôi là chồng tôi khi đỉnh tự ý đẩy cửa phòng vào trong bất ngờ nhìn thấy cảnh trả không chế tôi anh sửng sốt gọi tên tôi dao anh bước vội lên một bước muốn đến gần thì trà liền kéo tôi ngược về sau. Đứng yên, anh dám bước đến, em sẽ đâm chết nó. Trong đôi mắt đen vốn tĩnh lặng ấy của đình giờ đây đã ngập tràn lo lắng và căng thẳng. Tôi nhìn thấy bả vai anh hơi run lên như đang tự kiềm chế những hành động mà anh muốn làm lúc này. Đình nói, cô làm gì vậy? Thả cô ấy ra. Anh lo lắng cho nó. Tại sao em phải thả chứ? Nó cướp anh khỏi em. Tại sao em phải buông tha cho một kẻ cướp đi người em yêu thương nhất? em muốn nó chết có như vậy anh mới quay về bên em anh cũng không phải chịu trách nhiệm với nó có lẽ vì không muốn trả kích động sẽ làm tôi bị thương nên dù có muốn nói nhiều điều với cô ta thì đình cũng phải nhịn sướng thái độ anh hỏa hoãn trả lời có gì chúng ta từ từ nói em bỏ dao xuống trước đi nếu dao bị thương em hại cô ấy thì tôi và em cũng không thể ở bên nhau nghe lời tôi hãy bỏ dao xuống chà không làm theo mà nói lại anh nói cho nó nghe đi anh yêu em, anh không yêu nó Anh cười nói chẳng qua vì con gái thôi Anh nói đi Ninh nhìn trà rồi nhìn đến tôi Ngập ngừng không dám nói tiếng nào Tôi biết nếu anh thừa nhận không yêu cô ta Chắc chắn trà Sẽ không nghe theo lời anh mà bỏ dao xuống Còn nếu ở trước mặt tôi nói yêu cô ta Dù cho lần lời nói dối Cũng sẽ làm tổn thương tôi, làm tôi buồn Thế đỉnh chăm chú nhìn tôi không trả lời Trà lại bảo Anh nói đi, sao anh không nói gì Tôi, đúng lúc đắng lấp lưng không biết nói sao cho phải thì anh khôi đi vào tay cầm dao của trà đang chĩa vào bụng tôi lập tức kể sát lên cổ anh khôi hai mắt mở to quát lớn bỏ dao xuống mày là cái đếch gì mà phải ra lệnh cho tao cô bỏ ngay dao ra khỏi cổ dao ngay nếu không tôi sẽ không để yên cho người nhà cô đâu mày dọa tao mày nghĩ tao sợ à cô ta gằn giọng lưỡi dao sắc nhọt Cứ nhẹ vào cổ tôi một đường làm tôi đau nhói cả đình và khôi không dám mở miệng nói nữa chỉ đành nghe cô ta lại nhải anh thấy chưa nó sắp lấy anh nhưng vẫn qua lại với thằng kia anh nhìn đi thằng khôi quan tâm nó đến cỡ nào chúng nó đã thử nhận yêu nhau trước mặt anh xanh còn muốn lấy nó anh bỏ em anh dứt khoát với em để nó không buồn nhưng nó có vì anh mà chấm dứt mọi dây dưa với người đàn ông khác không rồi nó sẽ cắm sừng cho anh coi nó ít hơn anh những 13 tuổi cơ mà sau này anh già nhanh hơn nó nó sẽ để ý đến trai trẻ mà đối tượng nó nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là thằng Khôi. Anh không sợ chúng nó ngủ với nhau, bắt anh nuôi con của chúng nó à? Và anh vẫn sẽ là đổ đổ bỏ đấy. Anh về bên em đi, cả đời này em chung thủy với một mình anh thôi. Sao cô ta có thể nghĩ ra những chuyện điên rồ và áp đặt rằng tôi sẽ làm ra loại chuyện đó chứ? Những lời trả nói không thể khiến tôi sốc bằng lời anh Khôi. Con thần kinh, giao là em gái tôi, Cô nghĩ tôi chờ mắt đứng nhìn cô làm hại em ấy à? Trước khi tôi còn tử tế với cô, tốt nhất cô bỏ ngay dao xuống, nếu không. Anh Khôi nói đến đó thì ngừng lại vài giây, anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lượt. Khi ánh mắt dừng lại bình hoa sứ trên bàn, anh ấy cầm tay dơ lên về phía đầu đình, cảnh cáo lại trà. Cô và Phạm Hữu Đình đừng hỏng yên thân rời khỏi đây. Lúc mấy giờ, ngoài trà ngập tràn hận thù ra thì tôi và Đình đều sửng sốt trước câu nói của Khôi. Khôi nói tôi là em gái anh ấy, Hai tiếng em gái ở đây chỉ là em ruột cùng máu mủ hay là anh ấy đã hoàn toàn coi tôi là em để rồi bù đắp cho nỗi mất mát người thân suốt mấy năm qua. Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng chẳng cần tôi thắc mắc quá lâu Đình đã giúp tôi có được câu trả lời. Anh quay sang hỏi anh ấy. Cậu vừa nói gì? Giao là em gái cậu. Phải, con bé là em gái ruột của tôi. Chẳng phải năm xưa em gái cậu đã mất rồi sao? Thì ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng sự thật thì không phải thế Nói tóm lại Giao là em gái tôi Tôi đã làm xét nghiệm ADN từ lâu rồi Cậu biết từ bao giờ Bao giờ không quan trọng Anh thắc mắc ít thôi Bảo con mồi nhí của anh bỏ dao ra khỏi cổ dao đi Nghe bọn họ nói chuyện Nước mắt tôi tự nhiên trào ra khỏi khóe mắt Không phải tôi sợ trả giết tôi Mà là tôi thấy tuổi thân thêm cả vài phần ấm ức Đáng lẽ ra khi biết người thân của mình là ai Tôi nên vui mừng mới đúng Nhưng tôi lại không thể cười nổi Xuân mười mấy năm qua tôi cứ tâm niệm một điều rằng người thân không cần tôi nên mới bỏ rơi tôi vậy mà sự thật lại không như vậy thời gian trước thấy anh khôi khá buồn khi nhắc đến em gái cũng nghe bố mẹ đình và đình nói gia đình họ luôn luôn nhớ đến con gái điều đó chứng tỏ họ rất thương tôi không hề bỏ mặc tôi chỉ là họ tưởng rằng tôi đã chết nên mới không tìm đến tôi mà thôi những năm qua tôi đã trách sai họ rồi thế nhưng tôi vẫn không sao hiểu nổi anh khôi đã biết tôi là em gái anh ấy từ lâu Tại sao không nói cho tôi biết Tại sao không nhận lại tôi Và vì sao họ nghĩ tôi đã chết Vì sao tôi lại bị bỏ rơi trước cổng chùa Nước mắt tôi bỗng rơi mỗi lúc một nhiều Nhưng không được mà bật khóc thành tiếng Đình và Khôi chắc tưởng tôi sợ quá Nên mới khóc thì vội chấn an Giao Đừng khóc Bọn anh sẽ không để cô ta làm thương em đâu Đừng sợ Trước sự quan tâm của hai người họ đối với tôi Cộng thêm lời cảnh cáo vừa rồi của anh Khôi Chà không những không sợ mà còn uy hiếp ngược lại nó là em gái mày à? Như vậy cũng tốt để tao cho mày tận mắt Nhìn em gái mày bỏ mạng dưới tay tao ra sao Thả dao ra Cô nghĩ cô giết dao rồi thì có thể ở bên cạnh Phạm Hữu Đình suốt đời à? Không có chuyện đó đâu Đương nhiên tao biết Nhưng tao đã không được ở bên anh ấy Thì con em mày cũng đừng hỏng có được Đình Khốn nạn con điên này Dao có mệnh hệ gì Thì người nhà cô không xong với tôi đâu Anh Khôi đã không thể bình tĩnh nhiều lời với trả được nữa Định lao tới phía chúng tôi nhưng cũng chính hành động đó của anh làm cô ta càng không có ý buông tha. Trả lôi tôi ra ngoài lan can của phòng thay đồ, cô ta nghiến răng ken két bên tai tôi. Mày đến đi, tao không những giết nó còn ném nó từ tầng 12 xuống khiến nó thịt nát xương tan. Mày! Chúng tôi ai cũng hiểu, ở hoàn cảnh hiện tại với một người điên tỉnh như cô ta, chắc chắn sẽ không nói xuông. Đình về ngoài bình tĩnh hơn anh Khôi nên kéo anh ấy về sau rồi thương lượng với trả. Em muốn gì cứ nói với tôi, giao không có tội, đừng làm hại cô ấy. Nó có tội. Nó cướp anh khỏi em là có tội. Không, là tôi. Mọi chuyện từ tôi mà ra. Em muốn chút giận lên người nào đó thì cứ nhắm vào tôi này. Không, là tôi. Mọi chuyện từ tôi mà ra. Em muốn chút giận lên người nào đó thì cứ nhắm vào tôi này. Không, em sẽ không chút giận lên anh đâu. Em yêu anh lắm. Anh biết mà. Đúng không? Ừ, tôi biết tôi biết em yêu tôi nếu em yêu tôi thì hãy nghe lời tôi được không chả lắc đầu cô ta cười nói anh lại muốn lừa em em tha cho nó rồi anh và thằng khôi sẽ để em sống yên à tôi hứa với em chỉ cần em thả dao ra nhất định sẽ không ai làm gì em không em không muốn nhìn thấy anh lấy người khác anh phải lấy em lấy em thì em mới không giết nó ngoài kia có rất nhiều người đàn ông tốt em hãy quên tình cảm với tôi mà chọn một người phù hợp với em thì hơn không Em muốn làm vợ anh. Em đừng cố chấp như vậy, có thế nào tôi cũng sẽ không ở bên em đâu. chả không muốn nghe cô ta gào lên. Được, nếu anh đã nhất quyết cười nó vậy chúng ta cùng chết chung đi." Dứt lời trà vung dao muốn đâm vào cổ tôi, lúc tôi sợ đến nỗi chỉ biết nhắm chặt mắt đón nhận cái chết. Trong gang tấc, thế nhưng hai giây rồi năm giây cũng không thấy đau đớn gì, chỉ cảm nhận có một lực rất mạnh kéo giật tôi về phía trước thoát khỏi vòng tay đang kìm kẹp cổ mình. Tôi mở mắt ra xem thấy mình đang ở trong lòng anh khôi phía sau chuyển đến tiếng cãi cọ buông ra anh buông ra tôi quay đầu lại nhìn thấy bàn tay đình đang cầm chắc lưỡi dao đã nhuộm màu máu đỏ một tay còn lại không chế trả nhưng cô ta đã không còn tỉnh táo dùng hết sức mình vùng vẫy khỏi người đình bất ngờ trả ngã ngửa ra lan can đình vì vươn mình ra muốn cứu cô ta cũng bị rơi khỏi lan can tưởng chừng như hai người họ đã rơi xuống dưới May sao anh Khôi nhanh chân chạy đến bắt được một cánh tay của chồng tôi. Trái tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chân tay đã buồn rùn cả ra, nhưng vẫn còn tỉnh táo và kịp phản ứng giúp anh Khôi một tay. Nước mắt tôi không ngừng chảy, nói với Đình và Khôi trong giọng điệu nước nở. Các anh không được phép buông tay. Đình, anh phải trèo lên em, không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Anh không sao, em đừng khóc, anh sẽ không sao. Ba chúng tôi không ngừng ra sức cố gắng nhưng chả ở bên dưới lại không muốn sống cô ta cười khẩy bảo nếu không thể sống bên nhau vậy chúng ta cùng chết cùng nhau đi em tuyệt đối sẽ không để nó có được anh em không đồng ý cho anh sống hạnh phúc bên người khác nói rồi Trà dùng hết sức mình đu mạnh người đình xuống khiến hai anh em tôi cũng bị kéo đập ngực vào lan can dù cho có ghét trả đến cỡ nào chúng tôi cũng không thể trơ mất nhìn cô ta rơi từ tầng 12 xuống hơn nữa hôm nay là ngày cưới của chúng tôi tôi không muốn ngày vui của mình lại có đám tang của người khác hơn hết nếu cô ta chết tôi và đình cả đời sẽ ám ảnh không thôi thì rằng lúc đó cô ta mà ở trên này hoặc tôi có thể lâu lửng được giữa không trung thì tôi phải tắt cho cô ta sáng mắt ra người ta đã không yêu mình thì bỏ đi sao phải vì một người đàn ông mà hy sinh mạng sống của bản thân không có người này thì yêu người khác thiếu gì đàn ông cũng không đau khổ cả đời mà phải ngu ngốc đến hết thúc chữa như vậy tôi và anh khôi gần như không trụ được nữa đình lại bị hai bên kéo ngược hướng nhau nên hình như rất đau tay tôi thấy mặt mày anh nhăn nhúm cả lại cố dùng sức khống chế trả nhưng không được anh khôi bảo tôi em đi gọi người đi nhanh lên hai chúng ta không kéo được bọn họ lên đâu tôi chần chừ mấy giây vì sợ nếu buông tay một mình anh khôi cũng không giữ được mà khiến họ rơi xuống nhưng cửa tình thế này mãi cũng không phải là cách tôi vừa buông tay ra định đi gọi người đến giúp thì thấy anh vĩnh và anh nghĩa chạy nhanh vào phòng theo sau còn có cô nhân viên vừa rồi có lẽ cô ấy đã giúp chúng tôi đi gọi người đến Ba người đàn ông bám vào đình kéo lên Tay còn lại của anh đang túm chặt lấy trà Không ngừng động viên Em đừng vì tôi mà bỏ đi tính mạng của mình Em chết rồi còn bố mẹ em Người thân của em sẽ đau lòng ra sao Họ mang nặng đẻ đau nuôi em suốt từng ấy năm trời Đã không dễ dàng gì rồi Đừng có không biết quý trọng mạng sống của mình Không có anh cuộc sống của em không còn ý nghĩa gì nữa Sao em lại suy nghĩ tiêu cực như vậy Yêu tôi thì phải chúc phúc cho tôi chứ Không phải làm ra những điều ích kỷ nếu em chết Có phải cả đời anh sẽ nhớ đến em không Sẽ không quên được em phải không Anh Khôi nghe xong thì mắng cho cô ta một câu Con điên Cô chết rồi thì việc đích gì đình phải nhớ đến cô Người nhớ cô đau lòng vì cô chỉ có bố mẹ cô thôi Hãm trai nó cũng vừa phải thôi Đợi khi cô có gia đình Cô sẽ thấy nỗi khổ của bố mẹ muốn con mình sống tốt là như nào Chả đã hỏi câu này Chắc hẳn đã không thiết tha gì nữa May sao lúc ấy mọi người cũng kéo được Hai người bọn họ lên Đình giữ chặt lấy bà vai cô ta Nghiêm túc nói tôi sống đau khổ thì em vui lắm à nét mặt cô ta trở sầm xuống khẽ giữ đôi mắt lấn lệ giọng buồn bã em không muốn anh đau khổ vậy sao không chúc phúc cho tôi chúng ta không phải là nụ kia của cuộc đời nhau đừng cưỡng cầu nữa nhưng em yêu anh em không quên được anh không có gì là không thể chỉ cần em cho mình thời gian sớm mở lòng đón nhận người mới thì tôi tin chắc rằng đến lúc đó khi em nhớ lại những tháng ngày yêu tôi em sẽ cười nhạt và cho rằng Sao lại ngu ngốc yêu một người như tôi? Không, yêu anh không phải là ngu ngốc. Vì tôi một lần cuối, hãy sống thật tốt, hãy để tôi được ở bên người tôi yêu. Già dạ, im lặng không đáp, cả người cô ta khẽ run run từng đợt theo tiếng khóc đang được đè nén. Một hồi lâu sau, có lẽ đang nghĩ thông suốt, cô ta đưa tay quẹt đi nước mắt, giọng nghẹn lại. Được, em sẽ để anh sống hạnh phúc bên người mà anh yêu. Cảm ơn em. Em vẫn có thể liên lạc với anh trước. Thân là một người vợ, nghe tình nhân của chồng đòi được tiếp tục liên lạc với anh, đương nhiên tôi sẽ chẳng vui chút nào. Nhưng quyền quyết định là ở đình. Nếu anh thương xót cô ta, vẫn muốn làm bạn với cô ta thì tôi cũng không muốn khó khăn gì với bọn họ. Chỉ cần anh không rung động với ai khác ngoài tôi. May thay đình không đồng ý mà thần thường từ chối. Chúng ta không nên liên lạc với nhau là tốt nhất. Từ nay về sau, hãy sống cuộc sống của mình thôi, đừng lưu luyến đến tôi nữa. Em... Đã đến giờ tôi cử hành hôn lễ rồi, nếu em muốn ở lại chúc phúc tôi lần cuối thì vợ chồng tôi cũng vui vẻ tiếp đãi em. Có người phụ nữ nào có thể đứng xem người mình yêu sâu đậm trở thành chồng của người khác đâu. Đình nói vậy chẳng khác nào là đánh đố cô ta rồi. Cha nói, em nên về thì hơn. Ừ, vậy để nhân viên tiện em. Không cần, em tự đi được. Ừ, anh phải thật hạnh phúc nhé. Ừ. Đấy khi trả rời đi, lúc này Đình mới vội nhìn đến vết thương trên cổ tôi. Rất may là nó không quá sâu để phải chảy máu quá nhiều mà chỉ bị xước một vết nhỏ mà thôi. Dùng băng gạc dán vào là che được vết xước. Tôi nhớ đến lời vừa rồi anh Khôi nói, liền hỏi anh ấy. Anh, anh nói cho em biết đi. Em là em gái anh thật sao? Anh là anh trai của em. Hai anh em nhà Vĩnh nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhường lại không gian riêng cho chúng tôi nói chuyện mà ra ngoài trước. Trong phòng chỉ còn tôi, Đình và anh Khôi, anh ấy không giấu tôi nữa mà kéo tôi ngồi xuống ghế giải thích qua loa. Ừ, anh là anh ruột của em. Anh biết em là em gái anh từ bao giờ? Sao lại không nói cho em biết? Ngày trước anh từng nói em gái anh đã mất rồi mà. Em còn nhớ lần em ngất ở bệnh viện không? Hôm đó trong lúc nhân viên thay đồ cho em, anh đã vô tình nhìn thấy vết bớt bên hông em. Anh đã nghĩ đó là trùng hợp, nhưng sâu chuỗi lại mọi việc. Từ tuổi tác hoàn cảnh của em, nét mặt em nhìn kỹ sẽ có vài phần giống mẹ. Hơn nữa em còn có năng khiếu vẽ Mẹ của chúng ta cũng có năng khiếu đó Nói đúng hơn là nhà ngoại Và cả anh cũng biết chút ít Nhưng anh nghiêng về thiết kế trang sức Còn em thì toàn diện về mọi mặt Từ tranh phong cảnh thời trang Và trang sức em đều rất có tiềm năng Thế nên anh đã bảo bác sĩ Lấy mẫu xét nghiệm ADN và kết quả Trả về chúng ta cùng huyết thống Sao anh không nhận em Và sao phải giấu em Hôm đó anh đã từng có ý muốn nói cho em biết nhưng cuộc sống riêng của em bất ngờ bị đảo lộn thân là anh trai anh phải có nghĩa vụ bảo vệ em rèn rũa để em trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn nhưng xem ra cũng chẳng làm em mạnh mẽ được như anh muốn với cả anh tức phạm hữu đỉnh nên muốn dạy dỗ anh ta một trận cũng chỉ là muốn xem xem anh ta có ghen khi ở bên cạnh em có một người hết lòng yêu thương quan tâm em không còn về việc sao mọi người nghĩ em đã mất thì dài dòng lắm đợi bố mẹ về anh sẽ giải thích với cả nhà một lượt nhắc đến bố mẹ người mà tôi luôn mong muốn có trên đời này nhất là bây giờ đang ở đâu rồi tôi muốn gặp họ muốn biết bố mẹ mình trông ra sao giọng tôi run run hỏi anh khôi bố mẹ đâu anh em muốn gặp họ anh chưa nói cho bố mẹ biết chuyện của em mới chỉ bảo họ về việt nam có chuyện gấp anh định là đợi bố mẹ về sẽ cho hai bên gặp nhau rồi nói chuyện rõ ràng nhưng lịch trình của bố mẹ thay đổi, thành ra không thể về trước đám cưới của em. Cơ mà không sao, có anh và ông ngoại đại diện là được rồi. Hôm nay em phải là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, biết chưa? Những chuyện vừa rồi đừng để ý đến nữa. Tuy rất muốn sớm gặp bố mẹ và muốn được bố mẹ dắt tay tôi vào lễ đường, nhưng anh Khôi đã nói vậy, hôn lễ cũng không thể rời sang ngày khác khi mà quan khách đều đã mời đến rất đông. Thế nên đành để mọi thứ diễn ra như kế hoạch ban đầu. Vì sự cố xảy ra nên giờ cử hành của chúng tôi bị đẩy xuống nửa tiếng. Trong nửa tiếng này, nhân viên giúp tôi trang điểm làm lại tóc. Đình cũng không rời khỏi tôi nửa bước mà ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi. Cho đến khi bước vào lễ đường, Đình đứng trên sân khấu, khoái miệng cong lên nhìn tôi chăm chú không rời mắt. Hôm nay không có bố, nhưng có anh trai nắm tay tôi trao lại cho chú rể. Anh Khôi không quên dặn Đình. Yêu thương em gái tôi cho tốt vào, không là không xong với tôi đâu. Ừ, anh vợ hai tiếng anh vợ phát ra từ miệng đình làm tôi không nhịn cười được mà khẽ bật ra một tiếng khúc khích rất nhỏ anh khôi làm bộ nghiêm mặt nhắc nhở tôi nghiêm túc đi em hôm nay là ngày vui của vợ chồng em mà phải cười tươi chứ nghiêm túc sao được à à rồi hôm nay hai em là nhân vật chính anh không nói nhiều nữa nhường sân khấu lại cho hai đứa chúng ta về sau có rất nhiều thời gian để hàn huyên vâng sau khi hôn lễ kết thúc vợ chồng tôi không về nhà bố mẹ mà đón đêm tân hôn ở chính căn nhà trước đây từng sống. Đây là lần thứ hai quay trở về sau những tháng ngày rời đi trước đó, nhưng là lần đầu tiên đặt chân vào lại căn phòng ngủ. Mọi thứ trong phòng vẫn được sắp xếp giống hệt như ngày tôi còn sống chung với anh. Chỉ khác hôm nay, dưới giàn nhà có bóng bay, có hoa hồng và cả ga giường đã được thay đổi để hợp với không gian của phòng tân hôn. Đôi mắt nhìn xung quanh một lượt, mọi sự tập trung của tôi đều dồn đến kệ tủ trưng bày ở đây có rất nhiều bức tranh được đóng vào khung ảnh cẩn thận, bài biện rất đẹp mắt. Nhận ra đó là những bức vẽ của tôi khi sống ở bên ngoài. Tôi đi đến cầm lấy một khung ảnh dơ lên hỏi đỉnh. Sao anh có những bức tranh này? Anh mua, em bán tranh mà. Em bán tranh hồi nào chứ? Thì cái hồi em mới bắt đầu vẽ tranh đó. Lúc trước em chẳng bảo nếu em bán tác phẩm của mình thì anh phải là người ủng hộ em đầu tiên còn gì. Đỉnh đi đến bên tôi, ôm tôi từ phía sau, tay cầm khung ảnh nói đã hứa với vợ thì sao nuốt lời cho được Anh lừa em hả Em chẳng bán cho ai có địa chỉ giao về khu này cả Anh đặt hàng ra về nhà trợ lý Sau đó thì trọng mang lại đưa cho anh Đã không dám để em biết Thì sao anh đặt ra về khu nhà mình được Tôi tách vòng tay đình ra Quay lại nhìn anh dò rét Thấy trên môi anh là một nụ cười tự tin Cùng ánh mắt khẳng định Lúc này tôi mới ngầm tin lời anh Không nghĩ trong thời gian xa nhau Đình vẫn biết tôi làm gì còn âm thầm đặt hàng của tôi, tự nhiên bao nhiêu tuổi hờn vừa qua cũng vì hành động này của anh mà do so dịu đi chút ít. Đình cười cười bảo, anh mua rất nhiều nhé, không sót một cái nào của em đâu. Nhưng anh thấy mấy bức này là đẹp nhất, lại có ý nghĩa nhất nên anh trưng bày ở đây. Còn lại anh cài vào quần album riêng rồi. Em đâu mượn anh mua, anh tính lấy lòng em để chuộc tội chứ gì. Không, tôi bị môi nhìn anh vờ như không tin, sau đó nhớ ra một chuyện liền hỏi. Mà nick Facebook mua hàng của anh là gì? Đưa em xem. Thôi, em xem làm gì. Từ hôm em về, anh xóa nick đi rồi. Tào lao, anh phải cho em xem tin nhắn em mới tin. Em chả tin tưởng chồng em gì. Mà thôi, chúng ta đi tắm nào, nhanh kẻo mất thì giờ. Không cho tôi thời gian ngẩn ra nghĩ ngợi, đình bế bổng tôi lên vào phòng tắm chung với anh. Cho đến khi ra ngoài, ở trên chiếc giường cưới tôi nằm gọn trong vòng tay của đình. Nụ cười của anh hòa vào không khí lãng mạn như làm tan chảy trái tim tôi, không hề che giấu ánh mắt đầy mê hoặc của mình đang nhìn tôi. Anh nói tiếp, Vợ à, anh yêu em. Giọng nói của đình hết sức ngọt ngào, êm ái cho bầu không khí đang không nhừng nóng lên. Những lời âu yếm của anh khiến trái tim tôi càng thêm đắm chìm trong sự yêu thương tràn ngập. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng nhìn anh rồi lên tiếng. Chồng, đời này kiếp này em chỉ yêu một mình anh. Chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi không rời nhé sẽ mãi như vậy. dù em có giận dỗi, có trẻ con thế nào, anh cũng sẽ trẻ con cùng em. anh sẽ cùng em và các con đi đến chân trời góc bể. để nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, giọng nói vững chắc của anh đã đủ để trấn an trái tim tôi. dáng vẻ chân tình của anh không những làm tôi có cảm giác rất ấm áp, mà tự nhiên còn làm tôi muốn khóc. bởi vì giữa chân thành của tôi, tình cảm của tôi đã được đền đáp một cách xứng đáng. Cả đời này chỉ muốn một người đàn ông là anh che chở và yêu thương tôi mà thôi. Sống bên nhau trọn kiếp, mãn nguyện một đời. Sáng sớm ngày hôm sau, còn đang say giấc trong vòng tay của chồng mình, tiếng chung điện thoại ở kệ đầu giường không ngừng kêu lên. Tôi mệt mỏi đưa tay ra cô lấy, không thèm mở mắt mà, gạt bừa rồi áp vào tai, giọng đều đều buồn ngủ. Alo ạ? À? Đầu dây bên kia là tiếng anh Khôi. Vẫn chưa dậy cơ à? Hơn 9 giờ sáng rồi đấy. Cả đêm hôm qua bị đình hành suốt mấy trận liền đến tận 2, 3 giờ sáng mới chịu buông tha để tôi có một giấc ngủ ngon. Giờ mới 9 giờ không mở nội mắt cũng là chuyện rất bình thường, tôi bảo. Còn sớm mà, chứ không có ai gọi em toàn ngủ đến 10 giờ. Đình dậy chưa? Tôi ngẩng lên nhìn chồng, thấy anh khẽ cử động, ôm xít tôi vào lòng, miệng lẩm bẩm Ai gọi mà sớm thế em? Anh Khôi ạ? À. Ừ, anh Khôi chắc cũng đã nghe được tiếng đình, anh ấy bảo. Hai vợ chồng dậy rồi đến nhà ông nhé, bố mẹ sắp về rồi. Nghe vậy tôi lập tức tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy, hỏi lại Khôi. Anh vừa nói gì? Bố mẹ sắp về rồi. Ừ, qua sớm nhé. Vâng. Tắt máy, tôi liền kéo đình ngồi dậy, sau đó cả hai nhảy xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thì về bên nhà bố mẹ chồng đón bơ. Còn bé đang tập đứng bám vào bàn uống nước ở phòng khách, vừa thấy tôi thì ngồi phịch xuống đất, bò thật nhanh đến, Đình tiến tới cúi người bé bỏng con lên hôn vào má con bé. Con gái hôm qua có quấy ông bà không đấy? Mẹ chồng tôi cười bảo Không, bơ ngoan lắm, có mấy khi quấy khóc đâu Sau này mỗi tối ngủ với ông bà thôi Tôi biết bố mẹ muốn tạo điều kiện cho vợ chồng tôi được ngủ riêng Mà bé bơ cũng đã cứng cáp để con ngủ với ông bà cũng không sao Với lại vợ chồng tôi đã thống nhất từ nay về sau sẽ sống cùng bố mẹ ở ngôi nhà này còn biệt thự bên kia cuối tuần hai vợ chồng sẽ về đó để có chút không gian riêng tư, bồi đắp tình cảm. Đi nghe mẹ nói thì cười tươi ra mặt. "Vâng, cháu nội giao cho bố mẹ chăm hết nhé." "Rồi, mà hai đứa chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Để mẹ và bác tư chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa rồi, một chốc là xong ngay thôi." "Thôi ạ, à, bọn con về đón bơ qua bên nhà ngoại, chắc chiều nay cũng không về nhà đâu, bố mẹ không cần đợi cơm vợ chồng con." "Ừ, vậy hai đứa đi đi, kẻo mọi người mong." "Vâng." Cả nhà ba người chúng tôi qua nhà ông ngoại Chữ bảo vệ vừa thấy xe vợ chồng tôi chạy đến gần Thì mở cổng cho chúng tôi đi thẳng vào trong Từ trên xe bước xuống Tâm trạng tôi vừa hồi hộp lại nôn nao nóng lòng Đình thấy tôi đứng chôn chân một chỗ Nhìn vào cửa lớn mà không chịu đi Thì ôm eo tôi nói nhỏ bên tai Chúng ta vào nhà thôi Dạ Một tay đình ôm bé bơ Tay còn lại đang lấy bàn tay tôi Vào đến bên trong Ngoài ông ngoại và anh Khôi Đang ngồi ở ghế thì còn có hai người trung niên đang đi đi lại lại giữa nhà với vẻ mặt vô cùng sốt sắng nhìn cách ăn mặc sang trọng của họ thêm những đường nét trên gương mặt khá giống với anh khôi nên ngay lập tức tôi nhận ra đó là bố mẹ mình chỉ là bước chân tôi run run không sao đi nhanh mỗi bước chân là một lần nước mắt không kìm được mà rơi một cảm giác thiêng liêng bao trùm lấy tâm trạng tôi con chào ông chào cả nhà ạ nghe tiếng chào hỏi của đình mọi người nhìn chăm chăm đến vợ chồng tôi bố tôi vội bước tới còn mẹ thì đứng một chỗ nhìn tôi rơi nước mắt lâu đó tôi cũng không làm chủ được cảm xúc của mình mà bật khóc thành tiếng khó khăn nói con chào ông chào anh chào bố mẹ mẹ tôi lao đến phía tôi giang tay ông chặt tôi vào lòng bà òa khóc con gái con gái của mẹ con còn sống con còn sống mẹ cánh tay tôi chầm chậm đưa lên ôm lấy mẹ vùi đầu vào vai mẹ mà khóc một trận thật lớn Bố tôi cũng tiến lại gần hơn, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi, đáy mắt xuất hiện mấy sợi tơ máu như đang phải kìm nén rơi lệ đến cực hạn. "Môi bố khẽ mấp máy, con gái, con về rồi, về rồi." "Bố." Bố ôm lấy hai mẹ con tôi vào lòng, không nhịn được nữa mà cho nước mắt chảy dài. Ba người chúng tôi cứ đứng ôm nhau khóc như vậy cho đến khi anh khôi đi tới động viên. "Mọi người đừng khóc nữa, ngồi xuống ghế trước đi." từ từ chúng ta nói chuyện. Tôi vô thức nhìn sang đình đang ôm con gái, anh khẽ mỉm cười gật đầu với tôi như muốn động viên tôi đừng khóc. Tất cả đều đã qua, gia đình đoàn tụ là hạnh phúc rồi. Bố mẹ tôi cũng buông tôi ra, quay sang đánh vào người anh Khôi. Cái thằng trời đánh này, bố mẹ đánh cho mày chừa, sao dám giấu bố mẹ đến hôm nay hả, làm bố mẹ không kịp về dự đám cưới của em con. Con cũng báo sớm đấy chứ, tại chuyến bay của bố mẹ bị delay thôi nhưng không sao có con và ông ngoại đại diện nhà gái rồi mày đấy là chúc mẹ thấy báo chí đưa tin con ôm dao ra khỏi sự kiện rồi người ta đồn đại là tướng phu thê yêu nhau mẹ còn tưởng thật hỏi mày mà mày vẫn giấu bố mẹ bảo chỉ là bạn em gái con còn biết từ trước mà còn bảo là bạn con mà nói cho bố mẹ biết sự thật thì bố mẹ lại chẳng bay ngay về hà nội à đến lúc đó sao con có thể thử lòng được lão đình để anh ta nhận ra em gái con quan trọng với anh ta như nào chứ Nhắc đến chuyện trước kia của tôi và Đình, chắc bố mẹ cũng không biết gì nhiều, nhưng vẫn chừng mắt lườn anh khiển trách. Cậu giỏi lắm, làm tổn thương con gái tôi, muốn bỏ rơi nó phải không? Con không có. Không có. Nếu không phải giờ cậu đã lấy nó, bố mẹ cậu là bạn của tôi, từng có ơn nuôi nấng con bé mấy năm qua, thì cậu không xong với vợ chồng tôi đâu. Dạ, con xin lỗi bố mẹ. Xin lỗi anh vợ, xin lỗi ông ạ. Sau này con sẽ không để giao phải rơi một giọt nước mắt nào vì con nữa. Biết thế là tốt đấy, Nghe đình bị xét mắng Tôi thấy thương nên nói giúp cho anh Bố mẹ đừng mắng anh ấy nữa Chồng con đối với mẹ con rất tốt Lúc trước chẳng qua là vì bị người ta lừa thôi Nhất thời phạm sai lầm Nhưng con có thể hiểu và bỏ qua Tôi không nói cho đình biết Việc trà dùng mê tâm ngại với anh Dù sao chuyện cũng đã qua Thì hãy để nó chôn vùi theo thời gian Tôi không muốn nhắc lại Bố mẹ thấy tôi nói đỡ cho anh thì cũng không nói gì nữa Mẹ kéo tay tôi đến ghế ngồi Hỏi han rất nhiều về tôi tôi cũng kể cho mọi người nghe những năm tháng tôi đã trải qua, nhưng chỉ kể những chuyện vui cả những chuyện buồn tôi giấu cho riêng tôi biết. Thế nhưng trong lần anh Khôi đến chùa cùng tôi, anh ấy đã sớm biết tất cả về cuộc sống của tôi. Ngoài ông ngoại và bố ra thì anh ấy giấu không nói cho mẹ biết vì không muốn mẹ tôi buồn rồi lại trách bản thân. Ông ngoại nói, hôm thằng Khôi nó đưa cháu về, ông đã rất muốn ôm mẹ con cháu. Nhưng vì cái thằng này nó bảo, ông không được kích động, không được để cháu biết thân phận của mình sớm nên ông mới phải kìm lòng để mẹ con cháu ra ngoài ở đấy. Chứ không còn lâu ông mới để cháu và chắc ông phải vất vả ngoài kia. Anh Khôi đúng là rất quá đáng ông nhỉ. Nếu anh ấy nhận cháu sớm hơn, cháu đã chẳng phải tụi thân ra sức kiếm tiền rồi. Anh Khôi bày ra vẻ mặt vô tội thanh minh. Anh đã bảo em muốn bao nhiêu tiền anh cũng cho mà. Anh còn trả tiền mua sản phẩm của em gấp 3-4 lần đấy. Anh không nói là anh trai em thì sao em dám nhận không của anh? À ừ, nhưng nếu anh không quan tâm em không tôn tin chúng ta là người yêu tin đồn thì liệu chồng em có ghen nồng lộn đến rước em về không? Em hỏi anh ta đi, xem đánh anh mấy bận. Nghe đến đây, mọi người đều hướng tầm mắt về đình. Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh đã bảo. Chắc cậu không đánh trả chắc. Có thằng ngu mới không đánh lại khi bị tấn công. Ừ, thế nên có qua có lại, đừng có thắc mắc. Đấy, mọi người thấy chưa? Con rể cháu rể của mọi người đấy. Mọi người không ai nói gì mà chỉ cười sau khi gia đình tôi nhận nhau nghe anh Khôi kể lại tôi mới biết hóa ra ngày mẹ mang thai tôi được 6 tháng có một thầy bói nói với bà nội rằng vận mệnh tôi không tốt nếu tôi được sinh ra sẽ khiến công việc làm ăn của nhà họ trần xuống dốc nhanh chóng thậm chí sẽ đi tới phá sản cách duy nhất là phá bỏ thai nhi hoặc đem tôi cho một gia đình nào đó để nuôi nấng đợi đến khi tôi 18 tuổi mới có thể đón về nhưng không được phép mang họ trần nhận tổ quy tông chuyện vô lý như vậy đương nhiên bố mẹ tôi không tin nhất quyết không chịu bỏ tôi và cũng không đem tôi cho gia đình khác nuôi. Thế nhưng bà nội không để bố mẹ tôi được như ý. Khi tôi sinh ra mới chỉ 2 tuần tuổi, nhân lúc không có bố mẹ để ý đã đem tôi giao cho một người làm trong nhà, bà ông ta đem tôi đi nhờ người nuôi dưỡng. Và rồi khi bố mẹ thấy tôi biến mất, đã tranh cãi với bà nội để biết tung tích của tôi. Nhưng bà nhất quyết không chịu nói một người đàn ông đem tôi đi cũng đã nghỉ làm theo yêu cầu của bà nội. Gần một tuần trôi qua, mẹ và anh trai tôi không nhìn mặt bà nội, không nói chuyện với bố, ăn uống cũng bỏ bữa nhịn đói. Bố tôi thường vợ sót con, cuối cùng đã uy hiếp nếu bà không nói ra tôi đang ở đâu thì sẽ rời đi, về sau sẽ không liên quan đến nhà họ Trần. Bà nội mất chồng từ sớm, một mình giữ vững cơ ngơi, nơi con trai trưởng thành đương nhiên không chịu cảnh con bỏ đi nên đã tìm người làm về hỏi chuyện. Nhưng ông ta lại cũng thầm yêu trộm mẹ, vì ghen ghét với bố, không muốn bố mẹ hạnh phúc nên đã bỏ tôi bên cạnh một thùng rác ít người qua lại, mặc cho tôi tự sinh tự diệt và cũng thật trùng hợp năm đó có một đứa bé cũng bị vứt ở nơi đúng như ông ta nói đứa bé đó bị giòi ăn phân nửa phần không lưng giống vị trí vết bớt của tôi bị ăn nhàm nhở gương mặt bên cạnh còn có bộ đồ tôi mặc lúc bị bắt đi vì quá đau lòng và tin lời người kia nên cũng không làm xét nghiệm adn để chứng thực thành ra tôi bị coi như yểu mệnh còn vì sao gia đình ở trong sài gòn mà tôi lại bị bỏ ở cửa chùa ngoài hà nội thì đến nay anh khôi vẫn chưa biết chính xác và người đàn ông kia cũng đã chạy trốn từ lâu nên không thể đối chứng. Sau lần đó, bố mẹ và anh Khôi chấm dứt mọi quan hệ với bà nội rồi bỏ ra Hà Nội sinh sống. Đến năm anh Khôi 15 tuổi thì gia đình đi nước ngoài, anh Khôi nói dạo gần đây bà nội đã yếu, 18 năm qua cũng đã ăn năn sám hối, giờ đây muốn anh ấy về tiếp quản cơ ngơi nhà họ Trần nhưng anh vẫn chưa quyết định được. Tôi chưa từng gặp bà nội, không biết bà thế nào trong lòng cũng có chút không cam lòng khi bản thân bị bỏ rơi phải sống thiếu thốn về vật chất và tình cảm suốt nhiều năm qua. Nhưng dù sao cũng là máu mủ, bà cũng đã già lại chỉ có một mình bố tôi, tôi cũng không đành lòng để bà sống leo lắt cô độc cả đời. Thế nên đã góp ý bảo bố mẹ có thời gian thì hãy về Sài Gòn thăm bà và cũng khuyên anh Khôi thừa kế tập đoàn Trần Thái. Bố tôi dường như cũng lung lay trước lời góp ý của tôi, nhưng mẹ thì không hề có ý tán thành, chỉ bảo bố và anh Khôi muốn làm gì cũng được, bà không muốn can thiệp. Anh Khôi đưa cho tôi hai tập văn kiện, một là chuyển nhượng 10% cổ phần của công ty Phạm Hữu cho tôi. Tập thứ hai là 25% cổ phần của tập đoàn DNJ. Như đã nói từ trước, ngoài vẽ vời ra thì tôi chẳng biết cái quái gì cả, về kinh doanh thì càng không nên. Chẳng muốn nhận 25% cổ phần của DNJ mà chỉ muốn lấy 10% của Phạm Hữu giao lại cho đình. Nhưng anh Khôi không cho tôi từ chối. Anh còn nói nếu anh thừa kế Trần Thái cũng sẽ cho tôi một số cổ phần nhất định bảo tôi không biết thì đã có đỉnh giúp đỡ không cần lo lắng tôi chần chừ một hồi lâu cuối cùng cũng nhận lấy cuối cùng trải qua bao nhiêu tháng ngày tủi hờn và đau thương giờ đây tôi cũng có thể tìm lại cho mình hai gia đình mà mình hằng mong ước rồi đúng như sư cô như anh khôi và chị tâm từng nói ở đời gặp nhau là cái duyên nếu thực sự có phận thì đi một hồi cũng về bên nhau mà thôi